Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 501, cổ kiếm Huyên ta sẽ chết không có chỗ chôn. Chấn động. Giờ phút này, trong lòng cô gái đeo khăn che mặt đã cuồn cuộn như thủy triều. Kiếm chủ thương giới. Tổ sư Thương Kiếm Tông, cũng là một vị kiếm tu nổi tiếng nhất thanh thương giới. Ông ấy không phải kiếm chủ bình thường, mà là kiếm chủ của cả thanh thương giới. Ông ấy đã mạnh cỡ nào ở thời kỳ đỉnh cao? Người Thanh Châu có thể không biết, nhưng hầu hết người ở Trung Thổ Thần Châu đều biết. Vào thời kỳ đỉnh cao của ông ấy, có thể nói là Thương Kiếm Tông đạp liên minh hộ giới dưới chân. Đạp liên minh hộ giới dưới chân. Khi đó Thương Kiếm Tông mạnh đến mức nào? Sở dĩ Thương Kiếm Tông mạnh như thế là vì một người, đó là kiếm chủ thương giới. Mà giờ đây, Diệp Huyên nói với nàng ta rằng kiếm chủ thương giới vẫn chưa chết, hơn nữa còn là sư phụ của hắn. Nếu là thật, cô gái đeo khăn che mặt không dám nghĩ tiếp. Mặc dù không dám nghĩ, nhưng sâu trong lòng nàng ta lại biết điều này có thể là thật. Bởi vì bản thân Diệp Huyên là kiếm tu, hơn nữa còn là một kiếm hoàng. Thế lực bình thường không thể đào tạo ra một kiếm hoàng trẻ tuổi như vậy. Điều quan trọng nhất là hắn có bội kiếm của kiếm chủ thương giới. Như nghĩ đến gì đó, cô gái đeo khăn che mặt quay phắt sang nhìn Diệp Huyên, không đúng, kiếm chủ thương giới là nam, còn vị kiếm tiên sau lưng ngươi là nữ. Diệp Huyên hờ hững nói, ta có nói với cô nàng ấy là kiếm chủ thương giới à? Dưới mặt bàn, hai tay cô gái đeo khăn che mặt siết chặt thành nắm đấm. Tất nhiên nàng ta hiểu ý của Diệp Huyên, ý hắn là sau lưng hắn không chỉ có một mình kiếm chủ thương giới. Mà vị nữ kiếm tiên kia có thể là đến từ Thương Kiếm Tông. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Diệp Huyên chậm rãi uống trà, vẻ mặt bình tĩnh. Còn cô gái đeo khăn che mặt thì ngồi yên lặng, vẻ mặt thay đổi liên tục, trông cực kỳ đặc sắc. Sau một hồi lâu, cô gái đeo khăn che mặt bình tĩnh lại, nàng ta nhìn Diệp Huyên, khi nãy ngươi nói tất cả những chuyện này là cái bẫy do người hộ giới bố trí cho Ma Tông và Quỷ Tông. Tại sao chứ? Diệp Huyên cười đáp, cô tự nghĩ đi. Tự nghĩ? Cô gái đeo khăn che mặt nhìn Diệp Huyên rồi chìm vào suy tư. Khoảng 15 phút sau, nàng ta trầm giọng nói, thanh thương giới gặp nạn, liên minh hộ giới đã hy sinh Thanh Châu và Thương Lan Châu, có lẽ nhiều đây vẫn chưa đủ. Họ sẽ còn chuẩn bị hy sinh một số thế lực của Trung Thổ Thần Châu. Nói tới đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên nhếch miệng nở nụ cười, học viện Thương Mộc, thế giới ngầm, nhà họ Tư Đồ. Cô nghĩ tới kết cục của họ đi. Nghe vậy, đồng tử cô gái đeo khăn che mặt bỗng co lại, vì trong số những thế lực này, thế giới ngầm biến mất, học viện Thương Mộc bị cắt giảm thực lực, nhà họ Tư Đồ bị thiệt hại một ngự pháp cảnh chân chính, còn có khoảng 10 vạn pháp cảnh. Nghĩ đến đây, nàng ta lại nhìn Diệp Huyên, trong mắt có chút khó tin, sở dĩ liên minh hộ giới truy nã ngươi không chỉ là muốn tiêu diệt Thanh Châu, còn muốn mượn cơ hội này để làm suy yếu các thế lực lớn ở Trung Thổ Thần Châu. Còn ngươi chỉ là người bị họ đẩy ra để thu hút thù hận. Kẻ giật dây thật sự là họ. Diệp Huyên ngây người, sau đó hắn giơ ngón cái lên với nàng ta, chính xác. Cô gái đeo khăn che mặt nhìn Diệp Huyên, vậy tiếp theo ngươi định làm gì? Diệp Huyên cười đáp, đương nhiên là giết sạch tu sĩ của Ma Tông và Quỷ Tông đến lần này, không chừa một ai cả. Cô gái đeo khăn che mặt nặng nề nói, thực lực của hai tông này rất mạnh, e rằng không dễ nhai vậy đâu. Diệp Huyên lắc đầu, nhà họ Tư Đồ và học viện Thương Mục liên thủ với nhau. Hai ngự pháp cảnh chân chính, cộng thêm 10 vạn pháp cảnh với mấy trăm cao thủ. Nhưng tất cả họ đều biến mất một cách im hơi lặng tiếng. Ma Tông và Quỷ Tông mạnh, nhưng chúng ta càng mạnh hơn. Cô gái đeo khăn che mặt im lặng. Diệp Huyên lại nói, nếu là kẻ địch thì đương nhiên sẽ là ngươi lừa ta gạt, dùng mọi mưu ma trước quỷ, còn nếu là bằng hữu, tất nhiên là nên thành thật với nhau, không giấu giếm gì. Các hạ là đội trưởng đội lính đánh thuê đứng đầu Trung Thổ Thần Châu. Diệp Huyên ta rất muốn kết bạn với các hạ. Ta hy vọng các hạ sẽ hiệp lực với ta. Cô gái đeo khăn che mặt im lặng một lúc rồi nhìn Diệp Huyên, được, ta hợp tác với ngươi. Diệp Huyên cười nói, vậy thì các hạ nên sớm chuẩn bị, nhiều nhất 2 ngày nữa chúng ta sẽ ra tay. Lần này có tổng cộng 21 cao thủ ngự pháp cảnh chân chính. Hôm đó 21 người này sẽ liên thủ giết tông chủ Ma Tông, dĩ nhiên Ma Tông có thể có lá bài tẩy. Vì vậy chúng ta còn cố ý để lại một tay cho ông ta. Để lại gì cơ, cô gái đeo khăn che mặt vội hỏi. Diệp Huyên lắc đầu cười, tạm thời giữ bí mật, ta còn việc phải làm, gặp sau. Nói xong, hắn quay lưng rời đi. Lúc này,
Cô gái đeo khăn che mặt đột nhiên hỏi, kiếm chủ thương giới thật sự còn sống ư? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên, nếu những lời vừa rồi có tí xíu giả dối, cổ kiếm huyên ta sẽ chết không có chỗ chôn. Dứt lời, hắn nhanh chóng biến mất ở phía xa. Trong phòng, cô gái đeo khăn che mặt yên lặng một lúc rồi đứng dậy rời đi. Nàng ta rời học viện Thương Lan, lặng lẽ ra khỏi thành. Ngoài thành, cô gái đeo khăn che mặt đi vào một khu rừng rậm. Một người đàn ông trung niên đang đứng trong rừng rậm, đó chính là tông chủ Ma Tông, Khô Minh Hư. Nàng ta bước tới trước mặt Khô Minh Hư, có lẽ chúng ta đã bị liên minh hộ giới gài bẫy rồi. Sau đó nàng ta kể lại những gì Diệp Huyên đã nói với nàng ta trong phòng. Vẻ mặt Khô Minh Hư từ bình tĩnh dần dần biến thành âm u, cuối cùng tràn đầy sát ý, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Một lát sau, Khô Minh Hư trầm giọng nói, những gì Diệp Huyên nói chưa chắc là thật. Cô gái đeo khăn che mặt lắc đầu, bất kể là thật hay giả, nhưng chúng ta đã có thể xác định được một chút, đó là sau lưng người này chắc chắn có người. Chương 502, mau cút hết mẹ chúng mày đi. Ta đã điều tra, cả đội đạo binh kia đều có trang bị bậc chân thượng phẩm, mà kể từ lúc đạo binh Thương Lan thành lập đến nay chỉ mới mấy tháng. Nói tới đây, nàng ta nhìn Khô Minh Hư, việc biến một đội binh sĩ thành một đội siêu đạo binh trong một khoảng thời gian ngắn chắc chắn không phải một thế lực có thể làm được. Phụ thân, cho dù lời hắn nói không thể tin toàn bộ, nhưng chúng ta cũng không thể không tin, vì nếu lời hắn nói là thật, Ma Tông ta sẽ trở thành thế giới ngầm tiếp theo, học viện thương mục tiếp theo, nhà họ Tư đồ tiếp theo. Mặt Khô Minh Hư cực kỳ u ám. Cô gái đeo khăn che mặt lại nói, còn có kiếm chủ thương giới. Nếu người này thật sự còn sống, không đúng, nhân vật kiểu này dù muốn chết cũng khó, rất có khả năng người này vẫn còn sống. Mà Diệp Huyên có bội kiếm của ông ấy, có lẽ người giúp đỡ lớn nhất sau lưng hắn chính là kiếm chủ thương giới này. Nếu là thật, một khi Ma Tông ta đối địch với một cao thủ như vậy. Nàng ta nói tới đây thì dừng lại. Vì chắc chắn Ma Tông không chơi lại kiếm chủ thương giới. Nghìn năm trước, kiếm chủ thương giới đã gần như bất khả chiến bại ở thanh thương giới. Khi đó Ma Tông chỉ mới là một con tép. Mà bây giờ, sau 1000 năm, kiếm chủ thương giới đã mạnh đến mức nào? Khô Minh Hư chậm rãi nhắm mắt lại, như hắn đã nói, lần này liên minh hộ giới không chỉ muốn tiêu diệt Thương Lan Châu và Thanh Châu, còn muốn mượn Diệp Huyên để làm suy yếu thế lực ở Trung Thổ Thần Châu. Mà Ma Tông ta rất có khả năng sẽ là người tiếp theo. Nhưng chúng ta cũng không thể tin hoàn toàn vào lời Diệp Huyên nói. Cô gái đeo khăn che mặt bỗng lên tiếng, có tin được hay không thì xác thực một chút sẽ biết ngay. Khô Minh Hư nhìn nàng ta, tìm ai? Nàng ta trầm giọng đáp, nhà họ Tư đồ. Khô Minh Hư nghĩ ngợi, sau đó nhẹ giọng nói, hồ đồ rồi. Sao ta lại không nhớ tới nhà họ Tư đồ chứ? Nói đến đây, ông ta nhìn về phía cô gái đeo khăn che mặt, con tiếp tục ở bên cạnh Diệp Huyên, hắn muốn làm gì thì con cứ cố hết sức giúp hắn, ta tới nhà họ Tư đồ một chuyến. Cô gái đeo khăn che mặt gật đầu, nhất định phải nhanh. Khô Minh Hư cũng gật đầu, cẩn thận. Nói xong, ông ta biến mất tại chỗ. Cô gái đeo khăn che mặt cũng quay lưng rời đi. Chấm chấm chấm. Đế đô, Khương Quốc. Đế đô Khương Quốc giờ phút này có thể nói là người người bàng hoàng, vì bên ngoài thành là mấy chục nghìn tu sĩ hùng mạnh đến từ Trung Thổ Thần Châu. Trong số đó có cả cao thủ ngự pháp cảnh chân chính trong truyền thuyết. Khi Ma Tông và Quỷ Tông tuyên bố chỉ nhằm vào Diệp Huyên, vô số người trong thành cảm thấy nhẹ nhõm, sau đó lần lượt ra khỏi thành để tỏ ý không có liên quan gì với Diệp Huyên, đặc biệt là một số gia tộc thế gia trong thành, họ thậm chí còn chuyển cả gia tộc ra ngoài thành. Diệp Huyên đứng lặng lặng trên tường thành, sau lưng hắn là Bạch Trạch, Mạc Vân Khởi và Kỳ An Chi, mấy người kiếm sở sở cũng có mặt. Bên dưới, vô số người đang điên cuồng chạy ra khỏi thành. Sau khi những người này đi ra, các cao thủ của Ma Tông với Quỷ Tông cũng không ra tay với họ. Nhìn thấy cảnh này, vô số người nhất thời vô cùng hào hứng, thế là càng ngày càng nhiều người rời thành. Nhìn những người đó liên tục ra thành, Mạc Vân Khởi bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Diệp thổ phỉ, không ngăn cản sao? Sau một lúc im lặng, người Diệp Huyên khẽ chấn động rồi xuất hiện ở cửa thành, ngay sau đó những người muốn ra thành lần lượt ngừng lại. Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi nói, các vị, lời nói của những tu sĩ đến từ Trung Thổ Thần Châu này tuyệt đối không thể tin. Mọi người, tại sao không thể tin? Lúc này, một người đàn ông trong đám đông bỗng lên tiếng, Ma Tông và Quỷ Tông chỉ nhằm vào Diệp Huyên ngươi,
chứ không phải nhằm vào chúng ta. Nói xong, hắn ta chỉ vào đám người ở phía xa, ngươi nhìn kìa, họ rời đi, Ma Tông với Quỷ Tông cũng đâu làm khó họ. Đúng đấy, Diệp viện trưởng, tu sĩ Ma Tông với Quỷ Tông không phải đến vì chúng ta, họ chỉ nhằm vào ngươi. Diệp viện trưởng, đây là ân oán giữa ngươi với Ma Tông và Quỷ Tông, chúng ta không muốn dính vào, xin Diệp viện trưởng hãy cho chúng ta một con đường sống. Diệp Huyên, sao ngươi lại ích kỷ như vậy? Vì ngươi nên Ma Tông với Quỷ Tông mới đến Thanh Châu, khiến dân chúng Thanh Châu lầm than. Bây giờ ngươi còn muốn ngăn cản chúng ta ra khỏi thành, ngươi làm vậy là muốn chúng ta chôn cùng ngươi sao? Hừ, ta thấy hắn muốn chúng ta chôn cùng hắn. Mọi người cứ ta một câu, ngươi một câu, thậm chí có một số người tỏ ra tức giận, nếu không phải biết mình không đánh lại thì sợ là đã ra tay rồi. Diệp Huyên mặt không chút cảm xúc, không nói gì cả. Lúc này Mạc Vân Khởi bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, hắn ta nhìn chằm chằm vào đám đông cút. Mau cút hết mẹ chúng mày đi. Mọi người chừng hai người Diệp Huyên rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này, Mạc Vân Khởi đột nhiên lao ra giữ một người đàn ông lại, Mạc Tiết, mẹ nó, ngươi cũng muốn đi à? Mạc Tiết, học viên học viện Thương Lan. Mạc Tiết hơi sợ sệt, cúi đầu nói ta, gia tộc bảo ta đi, ta. Mạc Vân Khởi đang định nói thì Diệp Huyên ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, để hắn đi đi. Mạc Vân Khởi tức nghiến răng, hắn ta đá mạnh vào người Mạc Tiết, phí công chúng ta đã đào tạo ngươi. Cút nhanh lên. Mạc Tiết khom lưng với Diệp Huyên, hắn ta muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói, sau đó hắn ta nhanh chân rời đi. Lúc này Khương Cửu xuất hiện, nàng ấy đi tới trước mặt Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, trong học viện lại có mười mấy người đã tự động nghỉ học đi rồi. Diệp Huyên tiếp lời, không sao, cứ để họ đi đi. Ai nguyện cùng chịu hoạn nạn với Diệp Huyên ta, ngày khác sẽ có thể cùng ta hưởng chung phú quý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 503, thật ra thì mẹ nó ta cũng hơi sợ đấy. Hoạn nạn cùng chịu. Theo Diệp Huyên, nếu không thể cùng chịu hoạn nạn thì có tư cách gì cùng hưởng phú quý. Bởi vậy hắn không cảm thấy khó chịu chút nào khi thấy những người này rời đi. Vì những người ở lại mới là bằng hữu thật sự của Diệp Huyên hắn. Trong thành càng lúc càng có nhiều người rời đi. Bên cạnh Diệp Huyên, Mạc Vân Khởi giận tái mặt, lúc trước những người này biết trong thành có linh mạch thì ai cũng chạy tới, bây giờ thành gặp nạn, ai cũng lập tức bỏ đi, mẹ nó không phải người nữa. Kiếm Sở Sở ở bên cạnh cười khẽ, bình thường mà, con người cùng hưởng phú quý thì dễ, cùng chịu hoạn nạn thì khó. Nhưng đối với học viện Thương Lan ta, đây cũng không hẳn là chuyện xấu. Ít nhất những người ở lại đều là bằng hữu thật sự. Bạch Trạch gật đầu, những người này đi cũng tốt. Mạc Vân Khởi cười khổ, ta biết điều này, nhưng các ngươi không thấy sao. Vừa rồi những người đó đều đổ lỗi cho Diệp Thổ Phỉ, mẹ chúng nó, cả đám đều là óc lợn sao. Nếu không nhờ Diệp Thổ Phỉ, thành này đã bị tàn sát từ lâu. Diệp Huyên nhẹ nhàng vỗ vai Mạc Vân Khởi, đối với ta, người trong thiên hạ bỏ ta mà đi hết cũng không sao cả. Chỉ cần các ngươi vẫn còn ở bên là đủ rồi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mạc Vân Khởi đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng Diệp Huyên rời đi, thật ra thì mẹ nó ta cũng hơi sợ đấy. Nhưng mà, đã là huynh đệ, đương nhiên phải cùng nhau đối mặt với mọi thứ. Dù trước mặt là vách đá, ông đây cũng sẽ nhảy xuống cùng ngươi. Lúc này, Bạch Trạch bên cạnh đấm một phát về phía Mạc Vân Khởi, mặt hắn ta biến sắc, xoay người lại đấm một cú. Mạc Vân Khởi bị chấn lùi liên tục về sau gần 10 trượng. Sau khi dừng lại, Mạc Vân Khởi căm tức nhìn Bạch Trạch, ngươi nổi điên gì đó. Bạch Trạch nhìn Mạc Vân Khởi, thấy ngươi nói tiếng người, ta vui nên muốn đấm ngươi một phát. Mạc Vân Khởi. Kiếm Sở Sở ở bên cạnh che miệng cười duyên. Trong thành càng lúc càng nhiều người bỏ đi, ngay cả học viện Thương Lan cũng có một số học viên rời đi, mà học viện Thương Lan cũng không ngăn cản những học viên này. Ngoài thành ngày càng có nhiều tu sĩ trung thổ thần châu chạy đến, nhưng Ma Tông và Quỷ Tông vẫn chưa ra lệnh động thủ. Không chỉ chưa ra lệnh động thủ, hễ ai tự ý ra tay đều bị trừng phạt nghiêm khắc. Thế là lúc này, khắp đế đô Khương Quốc trở nên yên lặng lạ thường. Chấm chấm chấm. Nhà họ Tư Đồ, thượng giới, trung thổ thần châu. Hôm nay tông chủ Ma Tông Khô Minh Hư đột nhiên đến thăm. Trên không trung nhà họ Tư Đồ. Tư Đồ Minh nhìn Khô Minh Hư với vẻ mặt hơi kỳ quái. Khô Minh Hư ôm quyền với Tư Đồ Minh, Tư Đồ Huynh, hôm nay Khô Mỗ đến đây chỉ vì một chuyện,
xin huynh hãy nói rõ sự thật, Khô Mỗ ta vô cùng cảm kích. Tư Đồ Minh liếc nhìn Khô Minh Hư, nói. Khô Minh Hư trầm giọng nói, rốt cuộc lúc nhà họ Tư Đồ ở núi Vạn Khâu đã xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, hai mắt Tư Đồ Minh nheo lại, vẻ mặt không mấy tốt lành. Khô Minh Hư vội vàng nói, Tư Đồ huynh, ta không có ác ý, chỉ muốn biết chuyện đã xảy ra ở núi Vạn Khâu. Sau một lúc im lặng, Tư Đồ Minh đáp, trên núi Vạn Khâu, hai cao thủ ngự pháp cảnh chân chính biến mất bí ẩn, còn có 10 vạn pháp cảnh và mấy trăm cao thủ. Có thể khiến những người này biến mất im hơi lặng tiếng, đồng thời không để lọt tiếng gió, người nghĩ ai mới có thể làm được. Liên minh hộ giới. Người đầu tiên xuất hiện trong đầu Khô Minh Hư chính là Liên minh hộ giới. Tư Đồ Minh lại nói, hôm đó Lục Tôn Chủ cũng có mặt ở núi Vạn Khâu, việc này ngươi đi thăm dò một chút là biết ngay. Khô Minh Hư nheo mắt, vẻ mặt u ám, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Tư Đồ Minh lại nói, mà tông ngươi ồ ạt kéo đến Thanh Châu, có lẽ là được Liên minh hộ giới hứa hẹn gì đó. Có điều lão phu nói thêm một câu, mà tông ngươi hẳn biết rõ Liên minh hộ giới này có thái độ gì. Đừng để tới lúc đó không lấy được Thanh Châu, ngược lại còn đền cả ma tông. Nói xong, ông ta quay lưng bỏ đi. Khô Minh Hư đứng tại chỗ yên lặng một lúc rất lâu, cuối cùng ông ta xoay người rời đi. Trên đường đi, vẻ mặt Khô Minh Hư âm u, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, Khô Minh Hư chợt dừng lại, sau đó đổi hướng đi đến học viện Thương Mộc. Khô Minh Hư gặp viện trưởng học viện Thương Mộc, Lê Khanh. Hai người nói chuyện với nhau, không biết nói đến gì mà Lê Khanh đột nhiên giận dữ nói, Liên minh hộ giới, tiểu nhân bỉ ổi, thứ vô sỉ, chúng là đồ rác rưởi nhất thanh thương giới ta. Dứt lời, ông ta tức giận phất ống tay áo rời đi. Khô Minh Hư nhìn Lê Khanh đi với vẻ mặt bình tĩnh, một lát sau ông ta cũng xoay người đi mất. Giờ phút này, trong lòng ông ta đã có quyết định. Học viện Thương Lan. Bây giờ học viên của học viện Thương Lan đã bỏ đi 20 người, chỉ còn lại chưa đến 26 người. Nhưng điều đáng nói là không một ai trong số các đạo binh Thương Lan rời đi. Cả đế đô Khương Quốc trở nên vô cùng quạnh quẽ, bởi vì phần lớn người trong thành đã đi hết, ngay cả một số binh sĩ Khương Quốc cũng bỏ đi. Nhưng sau khi ra khỏi thành, những người này cũng không lập tức rời đi, tất cả họ đều dựng lều nhỏ bên ngoài thành, hiển nhiên là đang đợi Ma Tông và Quỷ Tông giải quyết Diệp Huyên, sau đó họ lại vào thành. Học viện Thương Lan. Trong một căn phòng tu luyện ngầm, Diệp Huyên gặp đám người Lục Bán Trang. Thật ra họ đã đến học viện Thương Lan từ lâu, chỉ là Diệp Huyên không để người khác biết tin họ tới đây. Coi như là một cách bảo vệ. Vì đám người Lục Bán Trang có gia tộc của riêng mình. Nếu để người khác biết, khó đảm bảo họ sẽ không bị liên minh hộ giới nhằm vào. Trong phòng tu luyện, Diệp Huyên vung tay lên, 7 chiếc nhẫn chứa đồ rơi vào trước mặt đám người Lăng Hàn. Họ nhìn Diệp Huyên, hắn cười bảo, trong đây đều là trang bị bậc chân thượng phẩm, vừa hay thích hợp với các ngươi. Đám người Lăng Hàn đưa mắt nhìn nhau, sau đó cười hì hì, tất cả đều không từ chối mà nhận hết. Chương 504, sống chết có nhau. Diệp Huyên cho họ. Đương nhiên họ sẽ không chối từ. Thấy đám người Lăng Hàn không từ chối, Diệp Huyên cũng nở nụ cười. Nếu mọi người đều khách sáo thì quá xa lạ. Cũng giống như lần này mọi người từ Trung Thổ Thần Châu đến giúp hắn, hắn cũng không từ chối. Mà bây giờ, sau khi đám người Lăng Hàn có thêm trang bị đỉnh cấp, có thể nói 7 người này đều có thực lực giết vạn pháp cảnh. Còn nếu họ đạt tới vạn pháp cảnh, chắc chắn họ sẽ có thực lực giết được ngự pháp cảnh. Lục Bán Trang và Lăng Hàn đã đạt đến vạn pháp cảnh, hai người họ đã có thể tùy tiện chém giết ngự pháp cảnh. Lúc này, Lục Bán Trang bỗng lên tiếng, định khi nào đánh. Nghe vậy, đám người Lăng Hàn đều nhìn về phía Diệp Huyên, họ đã chuẩn bị đầy đủ trang bị. Diệp Huyên cười đáp, yên tâm, nếu là đánh nhau thì chắc chắn không thể thiếu các ngươi. Lục Bán Trang gật đầu, ta đi ngủ trước, khi nào đánh thì gọi ta. Dứt lời, nàng ta quay người đi. Diệp Huyên cũng không đi ngay mà cảm nhận từng khuôn mặt và hơi thở quen thuộc trước mặt mình, lúc này trong lòng hắn có chút phức tạp. Huynh đệ. Trong nhà họ Diệp ở Thanh Thành, tuy Diệp Huyên hắn có quan hệ huyết thống với người nhà họ Diệp, nhưng lại không có tình cảm. Thế ra như hoàng gia, không hề có tình thân. Mà sau khi rời khỏi Thanh Thành, hắn gặp Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch, Kỳ An Chi, Khương Cửu, Lục Bán Trang, Lăng Hàn, Dạ Ly. Sau khi quen biết những người này, từ đó thế giới của Diệp Huyên hắn không đơn giản chỉ có muội muội, còn có huynh đệ,
hồng nhan tri kỷ. Người sống cả đời nếu không có vài người huynh đệ sống chết có nhau, dù ở đỉnh cao của kiếm đạo cũng sẽ cô độc. Diệp Huyên ngừng suy nghĩ, cười nói, tối nay các huynh đệ hãy uống thoải mái đi. Sao có thể thiếu chúng ta? Lúc này Bạch Trạch và Mạc Vân Khởi đột nhiên chạy vào. Khi nhìn thấy đám người Lăng Hàn, cả hai đều đi qua ôm chầm lấy họ. Chẳng mấy chốc, tiếng cười lớn và tiếng chén rượu chạm nhau vang lên trong phòng. Không biết qua bao lâu, Lăng Hàn hơi say bỗng lảo đảo đi tới trước mặt Diệp Huyên, Diệp ca, nói thật đi, hôm đó chúng ta rời đi huynh có tức giận không? Dứt lời, mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyên và Lăng Hàn. Giờ phút này, cả phòng vô cùng yên tĩnh như thể mọi cảm giác tội lỗi đều biến mất. Diệp Huyên bỗng nhiên nặng nề để chén xuống bàn, tức giận, mẹ nó, Diệp Huyên ta rất tức giận. Nào, phạt ngươi ba chén, uống không hết thì đừng hòng ta tha thứ cho các ngươi. Mọi người nghe vậy thì sững sờ, ngay sau đó họ vội vàng bưng chén lên uống ừng ực. Sau khi Lăng Hàn uống hết ba chén, hắn ôm chầm lấy Diệp Huyên, sau đó hắn ta nằm trên ghế lẩm bẩm, Diệp ca, lần này chúng ta sẽ không đi nữa, mọi người sống chết có nhau. Sống chết có nhau. Một lát sau, trong phòng chỉ còn lại tiếng ngáy. Nhưng Diệp Huyên lại đứng dậy, hắn đi ra bên ngoài phòng tu luyện. Lúc này đương nhiên hắn không dám để say bí tỉ, nếu ma tông và quỷ tông ngoài thành đột nhiên phát động tiến công thì mọi người cũng xong đời. Bầu trời đêm không có trăng sao, vô cùng yên tĩnh. Diệp Huyên ngồi trên thềm đá, trong tay là một con người gỗ, đó là Diệp Liên. Nỗi bận tâm lớn nhất trong đời hắn dĩ nhiên là muội muội Diệp Liên. Dù hắn biết bây giờ Diệp Liên đã rất mạnh, tương lai có thể còn mạnh hơn hắn, nhưng trong lòng hắn, muội muội vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đúng lúc này, một người áo đen chợt xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên cất người gỗ, người áo đen khàn giọng bảo, đi theo ta. Nói xong, hắn ta quay lưng rời đi. Sau một nháy mắt yên lặng, Diệp Huyên cũng đi theo. Dưới sự dẫn đường của người áo đen, hai người đi vào một khu rừng rậm trong ngọn núi phía sau học viện Thương Lan, trong rừng tối đen như mực. Người áo đen dừng chân, xoay người lại rồi cởi áo ra. Khô Minh Hư. Người đến chính là tông chủ của Ma Tông, Khô Minh Hư. Khô Minh Hư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, cậu không bất ngờ. Diệp Huyên hỏi lại, đêm hôm khuya khoắt, Khô Tông chủ đến tìm ta có việc gì không? Khô Minh Hư bước tới trước mặt Diệp Huyên. Nhìn thẳng vào hắn, nếu bây giờ ta ra tay, ta nắm chắc 90% sẽ giết chết cậu. Diệp Huyên nhếch mép cười, hôm đó ám chủ thế giới ngầm và đám người kia của nhà họ Tư Đồ cũng nói như vậy, bây giờ cỏ trên mộ họ đã mọc cao rồi. Khô Minh Hư nhìn Diệp Huyên chầm chầm, một lát sau ông ta nói, Ma Tông ta rút lui. Diệp Huyên im lặng. Khô Minh Hư nheo mắt, trong mắt đã có sát ý, không được. Diệp Huyên lắc đầu, ta không có vấn đề. Nhưng có một số người có thể sẽ không đồng ý. Khô Minh Hư lạnh lùng hỏi, liên minh hộ giới. Diệp Huyên gật đầu. Hai tay Khô Minh Hư chậm rãi nắm chặt, nhưng lúc này Diệp Huyên lại nói, ta có một kế hoạch. Khô Minh Hư, nói. Diệp Huyên cười đáp, ông với ta diễn một vở kịch để người đời xem, để liên minh hộ giới xem, nhưng ta cần tiền công, 1 tỷ linh thạch cực phẩm. Khô Minh Hư nhíu mày, cậu quá tham lam. Diệp Huyên nhún vai, vậy thì không có gì để nói nữa. Khô Tông Chủ, ngày mai chúng ta đánh nhau đi. Sống chết tự chịu. Dứt lời, hắn quay người bỏ đi. Đi một cách rất quyết đoán. Diệp Huyên chưa đi được mấy bước, Khô Minh Hư đã đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, diễn thế nào? Diệp Huyên chìa tay phải ra, đưa tiền trước đã. Khô Minh Hư. Chương 505, chốt nhé. Trong đêm tối, Diệp Huyên duỗi tay ra. Vẻ mặt không chút cảm xúc, dù người mặt là cao thủ ngự pháp cảnh chân chính, nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi chút nào. Tự tin. Hắn rất tự tin, đây là cảm giác của Khô Minh Hư, giống như Diệp Huyên hắn mới là ngự pháp cảnh chân chính vậy. Sợ sao? Đối với Diệp Huyên, từ sau khi biết sự đáng sợ của cô gái bí ẩn, cao thủ bình thường đã không thể khiến hắn sợ hãi nữa rồi. Đương nhiên hắn cũng không xem thường cao thủ ngự pháp cảnh chân chính nào cả. Còn nữa, đánh không lại là một chuyện, sợ lại là một chuyện khác. Mà đối với hắn, đánh không lại không sao, nhưng hắn chắc chắn sẽ không hoảng, sẽ không sợ. Hai người rằng co chừng nửa khắc trong đêm tối. Cuối cùng, Diệp Huyên cười nói, Khô Tông Chủ, ta xin lắm miệng một câu, ta biết ông đang lo lắng, cảm thấy Diệp Huyên ta miệng lưỡi trơn tru, là đang lừa ông,
hoặc nói là ông không hoàn toàn tin tưởng lời ta nói, đúng không? Khô Minh Hư nhìn Diệp Huyên, phải. Cậu càng ra vẻ bình tĩnh, ta càng cảm thấy kỳ lạ. Rất thẳng thắn, dù ông ta biết chuyện lần này có gì đó không đúng, cũng biết phía sau Diệp Huyên chắc chắn có người, nhưng ông ta vẫn cảm thấy Diệp Huyên rất không đáng tin cậy. Diệp Huyên cười rồi nói, dù ông cảm thấy không thể hoàn toàn tin tưởng ta, nhưng lại không thể không tin, vì tình hình của Thanh Châu bây giờ khó bề phân biệt, sau khi đến Thanh Châu ông mới phát hiện chuyện này cũng không đơn giản như ông nghĩ, vì thế, ông không muốn tiếp tục nằm trong vũng nước đục này nữa. Đáng tiếc bây giờ muốn thoát ra đã hơi muộn rồi. Khô Minh Hư lạnh lùng nói, nếu bây giờ ma tông của ta rời khỏi thì sao, chẳng lẽ liên minh hộ giới còn dám ra tay với chúng ta ư? Diệp Huyên nhún vai một cái, Khô tông chủ cũng có thể thử một lần. Nhưng mà đừng trách ta nói thẳng, một khi đánh nhau thì không còn gì để khoan nhượng nữa đâu. Còn nữa, nếu Khô tông chủ đã sợ có rủi ro thì ta xin tạm biệt. Nói xong, hắn xoay người muốn đi. Nhưng vào lúc này, Khô Minh Hư búng tay một cái, một chiếc nhẫn chứa đồ rơi xuống trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên dừng bước lại. Trong nhẫn chứa đồ có 500 triệu kim tệ. Khô Minh Hư ở sau lưng nói, đưa cho cậu một nửa trước, còn lại, sau khi ma tông ta hoàn toàn rời khỏi Thanh Châu, ta sẽ đưa sau. Diệp Huyên nhận lấy nhẫn chứa đồ chút nhé. Nói đến đây, hắn xoay người nhìn Khô Minh Hư, dù ma tông có thể rời đi, nhưng quỷ tông thì không, cả mấy chục nghìn tu sĩ của Trung Thổ Thần Châu cũng không được. Khô Minh Hư khẽ nhíu mày, vì sao? Diệp Huyên cười khẩy, nếu không để lại những người này, ông cho rằng liên minh hộ giới và những người kia sẽ chịu giảng hòa sao? Ông có biết muốn tiêu diệt một thế lực và mấy chục nghìn tu sĩ phải tốn bao nhiêu của cải không? Thứ cho ta nói thẳng, nếu không vì thực lực của ma tông ông quá mạnh, ta cũng sẽ không đến đây giao dịch với ông. Khô Minh Hư im lặng một lúc lâu rồi nói, vậy mạng của mấy chục nghìn tu sĩ tùy cậu xử lý, còn quỷ tông này, quỷ tông cũng không đơn giản, nếu cậu muốn ăn được bọn họ thì nhất định phải trả giá khá nhiều đấy. Diệp Huyên cười nói, đây là chuyện của ta. Khô Minh Hư nhìn thoáng qua Diệp Huyên, đợi thông báo của cậu. Nói xong, ông ta xoay người đi. Khô Minh Hư đi rồi, Diệp Huyên cũng bỏ đi, lúc hắn muốn ra khỏi cánh rừng, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Tông chủ Kỳ Yên Nô của Quỷ Tông. Kỳ Yên Nô đi tới trước mặt Diệp Huyên, trong đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng lạnh, ta rất tò mò, thật sự rất tò mò, hai người muốn quyết đấu một trận lại hẹn riêng lúc nửa đêm, chậc chậc. Diệp Huyên cười hỏi, Kỳ Tông chủ có chuyện gì sao? Kỳ Yên Nô nhìn chằm chằm Diệp Huyên, giữa các người. Diệp Huyên lắc đầu, bà không cần hỏi nhiều, ta sẽ nói hết cho bà. Ma Tông đã chuẩn bị rời khỏi Thanh Châu. Mấy chục nghìn tu sĩ của Trung Thổ Thần Châu và cả quỷ tông của bà đều sẽ phải chết ở đây. Kỳ Yên Nô châm chọc, cậu có năng lực này sao? Diệp Huyên đến gần Kỳ Yên Nô, hắn hơi nhếch môi, đương nhiên ta không có, nhưng mà, người đứng sau ta lại có. Kỳ Yên Nô híp mắt lại, dọa ta à? Diệp Huyên nhún vai một cái, có tin hay không là tùy bà. Nói xong, hắn xoay người bỏ đi. Kỳ Yên Nô siết chặt hai tay, nhiều lần muốn ra tay. Nhưng bà ta lại sợ nếu ra tay rồi sẽ không còn đường lui nữa. Đi chưa được bao lâu, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, hai vị, liên minh hộ giới hứa hẹn đưa Thanh Châu cho các người, nhưng nếu bản nguyên của Thanh Châu bị lấy đi, dù có cho các người thì cũng có tác dụng gì với các người đâu. Giữa trưa ngày mai, ta sẽ tiêu diệt mấy chục nghìn tu sĩ đến từ Trung Thổ Thần Châu, khi đó, hy vọng các người sẽ giúp ta. Nói xong, hắn nhanh chóng biến mất ở xa xa. Kỳ Yên Nô im lặng đứng phía sau, một người đàn ông trung niên đi ra từ chỗ cách sau lưng bà ta không xa. Người đó chính là tông chủ Khô Minh Hư của Ma Tông. Hắn phát hiện ra ông rồi, Kỳ Yên Nô đột nhiên lên tiếng. Khô Minh Hư lắc đầu, với thực lực của hắn chắc chắn không thể nào phát hiện ra ta, phía sau hắn có người, người kia đã phát hiện ra ta, nhưng ta lại không phát hiện ra đối phương. Nói đến đây, sắc mặt hai người đều trở nên nặng nề. Kỳ Yên Nô trầm giọng hỏi, tin hắn sao? Khô Minh Hư lắc đầu, ta không tin hắn, nhưng ma tông ta không muốn xen vào vũng nước đục này nữa. Đến Thanh Châu, chính là một sai lầm. Nói xong, ông ta xoay người bỏ đi. Kỳ Yên Nô khẽ thở dài, thầm thấy hơi bất đắc dĩ. Vòng xoáy. Sau khi đến nơi này, hai người mới phát hiện chuyện hoàn toàn không hề đơn giản như liên minh hộ giới đã nói, chỉ cần giết Diệp Huyên, có được Thanh Châu sẽ là chuyện như trở bàn tay.
Tạm thời chưa nói đến việc có thể giết được Diệp Huyên hay không, dù có thể giết, chắc chắn cũng phải trả giá đắt. Hơn nữa dù Diệp Huyên chết rồi, thế lực sau lưng hắn không chết cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Liên minh hộ giới là đang lợi dụng bọn họ nhằm vào Diệp Huyên, nhằm vào thế lực phía sau hắn. Nói thẳng ra là bọn họ bị liên minh hộ giới lợi dụng rồi. Bọn họ không tin Diệp Huyên, nhưng cũng không tin liên minh hộ giới. Một lát sau, Kỳ Yên Nô cũng xoay người rời đi. Một đêm trôi qua, mặt trời mọc, mặt trời đỏ chậm rãi xuất hiện từ phía chân trời. Lúc này, trong đế đô của Khương Quốc có ít nhất 1/3 người rời đi, hơn nữa vẫn còn có người không ngừng rời đi. Lúc giữa trưa, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trên tường thành. Vào khoảnh khắc hắn xuất hiện ở đây, vô số tu sĩ đến từ Trung Thổ Thần Châu trên hơn 200 chiếc thuyền bay bắt đầu cùng nhau gào thét, rõ ràng là có ý khiêu khí. Chương 506, cậu còn biết xấu hổ không vậy? Khô Minh Hư và Kỳ Yên Nô đứng yên trên chiếc thuyền bay lớn nhất, hai người đều nhìn Diệp Huyên ở bên dưới. Phía sau Diệp Huyên là 100 đạo binh Thương Lan và đội lính đánh thuê Cuồng Sư, còn có đội lính đánh thuê Vương Giả nữa. Đương nhiên đội hình này chênh lệch không chỉ một chút với Ma Tông, Quỷ Tông và mấy chục nghìn tu sĩ. Về đội hình thôi đã bị áp đảo rồi. Trong thành ngày càng có nhiều người rời đi, khi nhìn thấy mấy người Diệp Huyên như muốn quyết chiến một trận, trong mắt những người này đều lộ vẻ châm chọc. Hành động lần này của Diệp Huyên rõ ràng là muốn lấy trứng chọi đá. Đừng nói là Diệp Huyên, lúc này đội lính đánh thuê Vương Giả và Cuồng Sư cũng thấy hơi sợ, vì thực lực của hai bên thật sự chênh lệch nhau quá nhiều. Trên tường thành, Diệp Huyên đột nhiên bay lên trời, hắn chĩa trường kiếm trong tay về phía tông chủ Ma Tông Khô Minh Hư ở phía xa, nghe đồn tông chủ Ma Tông thực lực hơn người, tài hạ bất tài, muốn thỉnh giáo các hạ một chút. Nghe thấy câu này, những người xung quanh đều sửng sốt. Khiêu chiến tông chủ của Ma Tông. Tông chủ Ma Tông này là cao thủ ngự pháp cảnh chân chính đấy. Hơn nữa đây còn không phải cao thủ ngự pháp cảnh chân chính bình thường. Phải biết rằng trong cao thủ ngự pháp cảnh chân chính cũng có phân chia mạnh yếu nữa. Mà Diệp Huyên bây giờ mới chỉ là thần hợp cảnh. Diệp Huyên đã đạt đến vạn pháp cảnh từ lâu, nhưng hắn cũng không thể hiện ra, luôn che giấu, vì thế người bình thường chỉ cảm thấy hắn là thần hợp cảnh. Mọi người xung quanh đều nhìn Diệp Huyên với vẻ ngạc nhiên, trong mắt đầy sự khó tin. Dù là mấy người của Diệp Huyên bên dưới cũng ngơ ngác, rõ ràng bọn họ đều không ngờ Diệp Huyên lại đi khiêu chiến tông chủ của Ma Tông. Tông chủ Khô Minh Hư trên thuyền bay nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ông ta cũng không ngờ Diệp Huyên đột nhiên khiêu chiến với mình dưới ánh nhìn của nhiều người. Hoàn toàn không ngờ. Xung quanh lập tức vang lên tiếng châm chọc. Khiêu chiến tông chủ của Ma Tông. Đầu óc Diệp Huyên này bị cửa kẹp rồi à mà đi khiêu chiến với tông chủ của Ma Tông. Ngu ngốc không đáng sợ, đáng sợ là không biết bản thân mình ngu ngốc. Diệp Huyên này không nhìn rõ thực lực của mình, cũng không hiểu gì về nó, buồn cười quá. Điếc không sợ súng như vậy, vừa khéo có thể để tông chủ Ma Tông xử hắn luôn, bớt được không ít chuyện. Trên thuyền bay, Kỳ Yên Nô bên cạnh Khô Minh Hư chợt cất lời, hắn dở trò quỷ gì vậy? Khô Minh Hư lắc đầu, không biết, nhưng đợi lát nữa sẽ biết thôi. Nói xong, dưới ánh nhìn chăm chú của vô số người, ông ta xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Ngự pháp cảnh chân chính. Đừng nói là Thanh Châu, dù ở Trung Thổ Thần Châu cũng được xem là cao thủ hàng đầu. Khô Minh Hư nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt bình tĩnh, truyền âm bằng huyền khí, cậu muốn làm gì? Diệp Huyên cũng truyền âm, đợi lát nữa ông giao thủ với ta ba chiêu, sau đó thua ta. Nghe vậy, Khô Minh Hư cau mày, thua cậu. Cậu chắc chứ? Diệp Huyên nói, cực kỳ chắc chắn. Khô Minh Hư thẳng thừng từ chối, nếu thua cậu, mặt mũi của lão phu, của Ma Tông ta để ở đâu đây? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đây là một phần trong kế hoạch của ta. Nếu ông chịu thua ta, có thể nhân cơ hội này dẫn Ma Tông rời đi. Khô Minh Hư vẫn lắc đầu, nếu chọn thua cậu, danh dự của cá nhân ta cũng không quan trọng, nhưng danh dự nghìn năm của Ma Tông ta nhất định sẽ bị hủy hoại trong một ngày. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, vậy thế này đi, đánh hòa nhau. Như thế ta đạt được mục đích, Ma Tông của ông cũng sẽ không mất hết danh tiếng. Khô Minh Hư đăm chiêu suy nghĩ, lúc này... Diệp Huyên lại nói, nếu vẫn không muốn thì ta cũng bất lực. Khô Minh Hư nghĩ một lát rồi nói, bắt đầu thôi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó lớn tiếng nói, hôm nay, chúng ta phân định thắng thua bằng một chiêu kiếm. Lúc này, hai người không sử dụng huyền khí truyền âm nữa, nhưng dưới sự gia trì của huyền khí,
âm thanh trở nên rất lớn, những người xung quanh đều nghe thấy rõ ràng. Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Diệp Huyên lấy thanh kiếm của mình ra, kiếm thế mạnh mẽ nhanh chóng tản ra từ trong người hắn. Nhất kiếm định sinh tử. Hắn cũng không sử dụng thập trượng nhất sát, vì 100% không giết được. Không thể không nói kiếm thế của Diệp Huyên vẫn rất mạnh, kiếm thế mạnh mẽ cuồn cuộn đến tận chân trời, tất cả mọi người xung quanh đều cảm nhận được. Lúc này, kiếm ý màu đen đột nhiên tràn ra từ trong người Diệp Huyên, sau đó, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện một lần nữa đã ở ngay trên đỉnh đầu Khô Minh Hư, mà lúc này, kiếm ý màu đen đó cũng bao phủ lấy hai người. Tất cả mọi người xung quanh đều không nhìn thấy hai người Diệp Huyên. Nhưng chưa được bao lâu, một tiếng kiếm reo to rõ vang vọng trong chân trời, kiếm ý nhanh chóng tiêu tan, Diệp Huyên trở về vị trí ban đầu. Tay phải của Diệp Huyên đang run lên. Khô Minh Hư đứng đó, vẻ mặt bình tĩnh. Diệp Huyên đột nhiên dùng huyền khí truyền âm, khen ta đi. Khóe miệng Khô Minh Hư hơi giật giật, ông ta chần chừ một lát rồi nói, các hạ kỳ tài ngút trời, vô cùng hiếm có, xưa nay chưa từng có. Lúc này, Diệp Huyên chắp tay, đã nhường rồi. Dưới sự gia trì bằng huyền khí của Diệp Huyên, ba chữ này vang vọng khắp chân trời, dù ở bên ngoài 10 dặm cũng có thể nghe thấy. Nhường. Khô Minh Hư trợn mắt há mồm, cậu nói thế là sao? Cậu thắng à, cậu còn biết xấu hổ không vậy? Cóp qua cóp lại, trở lại trang chính chủ em chuyện, VN. Vô số người bên dưới đá hóa đá. Cái gì, Diệp Huyên thắng rồi. Chương 507, da mặt dày chưa từng thấy. Thắng rồi. Mọi người sửng sốt. Ai cũng nhìn về phía tông chủ của Ma Tông, tông chủ Ma Tông này là cao thủ ngự pháp cảnh chân chính đó. Cao thủ cấp bậc như thế lại thua trong tay Diệp Huyên sao? Mọi người đều đang đợi tông chủ Ma Tông trả lời. Khô Minh Hư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, truyền âm bằng huyền khí, ta chưa từng gặp ai mặt dày như cậu đâu. Diệp Huyên nói với giọng điệu nặng nề, tiền bối, làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết. Bây giờ ông có thể dẫn theo người của Ma Tông rút lui. Nhớ kỹ, không được nói thẳng là rời khỏi Thanh Châu, chỉ có thể nói là rút lui trước, chọn ngày tái chiến. Khô Minh Hư lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, xoay người muốn đi, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói thêm, tiền bối, diễn kịch phải diễn cho tròn vai. Khóe miệng Khô Minh Hư giật giật, ông ta cố nén lửa giận trong lòng, xoay người, nhẹ giọng nói, tiểu hữu kỳ tài ngút trời, lão phu khâm phục, hôm nay đã không còn sớm nữa, chúng ta ngày khác tái chiến. Nói xong, người ông ta rung lên, xuất hiện trên thuyền bay, ông ta nhìn Diệp Huyên bên dưới, sau đó nói, chúng ta đi. Đi. Mọi người xung quanh sửng sốt, muốn đi rồi ư. Thật sự bị Diệp Huyên đánh bại à? Khi nhìn thấy Ma Tông và Quỷ Tông bắt đầu rút lui, mọi người cảm thấy đầu óc trống rỗng. Đi thật rồi. Ma Tông và Quỷ Tông bắt đầu rút lui với tốc độ cực nhanh dưới ánh nhìn chăm chú của vô số người. Những tu sĩ đến từ Trung Thổ Thần Châu kia cũng muốn rút lui theo, nhưng vào lúc này, Diệp Huyên bên dưới đột nhiên di chuyển, chắn trước mặt bọn họ. Nhìn thấy Diệp Huyên, mấy tu sĩ đến từ Trung Thổ Thần Châu đều tỏ vẻ kiêng dè. Diệp Huyên nhếch miệng cười, các vị, hình như ta vẫn chưa cho các người đi mà. Một ông lão trước mặt Diệp Huyên trầm giọng nói, Diệp Huyên, ngươi đừng khinh người quá đáng, chúng ta có tận mấy chục nghìn người đấy, ngươi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu. Phụt! Đầu ông lão lập tức bay ra ngoài, máu bắn khắp nơi. Mọi người hoảng hốt. Vội vàng lùi về sau. Diệp Huyên trên không trung chĩa kiếm vào mấy chục nghìn người trước mặt giết. Dứt lời, hắn lập tức xông ra ngoài. 100 đạo binh thương lan bên dưới bắt đầu xông lên, cung tên trong tay bọn họ phóng lên trời, gần như trong nháy mắt, trên không trung đã có gần 100 người rơi xuống. Mà mấy người của đội lính đánh thuê cuồng sư cũng đều xông ra ngoài. Cô gái đeo khăn che mặt hơi chần chừ, sau đó cũng đi ra ngoài theo 9 người. Ngoài 3 đội lính đánh thuê này, còn có mấy người lục bán trang. Số lượng bên phía Diệp Huyên còn chưa đến 200 người, nhưng khí thế lại hoàn toàn áp đảo mấy tu sĩ đến từ Trung Thổ Thần Châu. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất là sau khi Ma Tông và Quỷ Tông rời đi, những người này không còn ai chỉ huy, không còn đoàn kết. Vừa đánh nhau, không phải muốn liều mạng mà lại muốn chạy trốn, vì vậy mới bị tan rã đội hình. Tàn sát. Mấy người Diệp Huyên bắt đầu tàn sát. Đặc biệt là Diệp Huyên, chỗ hắn đi qua sẽ có một đống thi thể rơi xuống từ trên không trung.
không ai có thể đỡ được một chiêu kiếm của hắn. Ngoài hắn còn có mấy người vô cùng nổi bật, chính là Cuồng Sư, Vương Giả, Lục Bán Trang, cô gái đeo khăn che mặt. Mấy người này đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, dù là cao thủ vạn pháp cảnh cũng không phải đối thủ của bọn họ, có thể nói là bọn họ đều có thực lực dễ dàng giết chết cao thủ vạn pháp cảnh. Mà bên dưới vạn pháp cảnh hoàn toàn không phải kẻ địch dưới một chiêu của bọn họ. Ngoài ra, ba đội lính đánh thuê và đạo binh thương lan của Diệp Huyên cũng cực kỳ xuất sắc, đặc biệt là 9 người của cô gái đeo khăn che mặt, 9 người này đều là vạn pháp cảnh, dù không phải vạn pháp cảnh chân chính, nhưng mỗi người đều có thực lực, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Cứ thế kéo dài không biết bao lâu, tu sĩ trung thổ thần châu xung quanh càng ngày càng ít, đương nhiên đa phần là chạy trốn cả rồi. Trận chiến này kéo dài đến tận một canh giờ mới kết thúc. Gần 10.000 thi thể nằm bên ngoài đế đô Khương Quốc. Diệp Huyên ngồi trước cổng thành, hắn dựa vào tường thành không ngừng thở dốc, hắn đã không biết mình giết được bao nhiêu người nữa, dù sao cũng là rất nhiều rất nhiều. Cuộc đời này chính là như thế, rất nhiều lúc, không phải ngươi giết người khác sẽ là người khác giết ngươi. Thế giới võ đạo luôn không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu. Lúc này, Mạc Vân Khởi đi tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Huyên, hắn ta lấy một viên đan dược ra ăn vào, sau đó nói, giết người thoải mái thật. Diệp Huyên cười chứ không nói gì. Cô gái đeo khăn che mặt, Vương Giả và Cuồng Sư cũng đi tới, Vương Giả lắc đầu, không có ma tông quỷ tông chỉ huy, những người cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Nói xong, hắn ta nhìn Diệp Huyên, ta rất muốn biết ngươi khuyên ma tông và quỷ tông rút lui bằng cách nào thế. Diệp Huyên cười nói, ngươi thấy sao? Vương Giả nhẹ giọng nói, được rồi, vốn dĩ không nên hỏi. Nói xong, hắn ta cũng ngồi xuống một bên. Diệp Huyên đột nhiên nói, tổn thất thế nào? Bằng chuyện vừa hoàn thành bằng. 1. Cùng ba ba xuyên ngược văn phá án. 2. Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. 3. Hoa trong gương, trăng dưới nước. 4. Tôi bị hai kẻ biến thái cùng theo dõi. Bằng. Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, đạo binh thương lan của chúng ta chết mất 11 người. 11 người. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó nói, nhất định phải trợ cấp cho người nhà của bọn họ. Nếu có người thân trực hệ, còn trẻ thì đón vào học viện học tập. Mạc Vân Khởi gật đầu, Lục quân sư sẽ xử lý ổn thỏa. Diệp Huyên nhìn về phía Lục Bán Trang, nàng ta lắc đầu, các huynh đệ vẫn còn. Vẫn còn. Diệp Huyên thoáng thả lỏng. Lần này bọn họ tổng cộng chỉ có 15 người chết, trong đó đạo binh thương lan chết mất 11 người, đội lính đánh thuê Cuồng Sư chết mất 4 người. Còn đội lính đánh thuê Vương Giả và Hoàng Tuyền thì không có ai chết cả. Đương nhiên vẫn có rất nhiều người bị thương. Tuy bọn họ hy sinh 15 người, nhưng lại giết được gần chục nghìn người. Thật ra nếu mấy chục nghìn tu sĩ trung thổ thần châu đều liều mạng thì bên phía bọn họ chắc chắn không đấu lại. Vì những tu sĩ đến từ trung thổ thần châu này đều không phải kẻ yếu, đáng tiếc là sau khi thấy ma tông và quỷ tông rời đi, đặc biệt là lúc nhìn thấy tông chủ ma tông bị Diệp Huyên đánh bại, bọn họ đã không còn một chút chiến ý nào nữa rồi. Thời điểm như thế, những người này cũng giống như bầy cừu vậy, mà một bầy cừu, dù có đông cũng không thể tấn công một con sói được. Đương nhiên cũng có người liều mạng đấu một trận, nhưng cũng không có chút ý nghĩa nào cả. Vì thực lực của bọn họ không đủ. Lúc này, Diệp Huyên đứng lên, nhìn Mạc Vân Khởi chiến lợi phẩm thế nào. Mạc Vân Khởi cười hì hì, lần này thu hoạch được tổng cộng 1 tỷ 2 linh thạch cực phẩm. Nói xong, hắn ta búng tay một cái, nhẫn chứa đổ bay vào tay Diệp Huyên. Chương 508, ta đánh là được chứ gì? 1 tỷ 2. Nghe vậy, mọi người xung quanh đều mừng như điên, 1 tỷ 2, đây không phải một con số nhỏ đâu. Diệp Huyên lấy 3 chiếc nhẫn chứa đổ ra phân chia linh thạch cực phẩm thu được, sau đó búng tay, 3 chiếc nhẫn bay đến trước mặt cô gái đeo khăn, Vương Giả và Cuồng Sư. 3 người bọn họ nhìn về phía Diệp Huyên nói, mỗi chiếc nhẫn chứa đổ đều có 300 triệu linh thạch cực phẩm, những thứ linh tinh còn lại, sau này ta bán đấu giá xong sẽ chia cho mọi người sau. 300 triệu. Cuồng Sư và Vương Giả nhìn nhau, trong mắt hai người đều chứa ý cười, đây không phải một con số nhỏ đâu. Hai người chắp tay với Diệp Huyên, sau đó cất nhẫn chứa đồ đi. Cô gái đeo khăn bên cạnh nhìn Diệp Huyên một cái,
sau đó cũng cất nhẫn chứa đồ đi. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía xa, những người kia chạy trốn tứ phía, đã không thể làm được gì nữa, các vị, vào lúc này đương nhiên phải thừa thắng xông lên. Bắt đầu từ bây giờ, mọi người tự do tác chiến, có thể kiếm được bao nhiêu thì phải xem mọi người có thể giết được bao nhiêu rồi. Vương giả và cuồng sư nhìn nhau một cái, một giây sau, hai người dẫn huynh đệ của mình đuổi theo những người kia. Diệp Huyên nhìn Lục Bán Trang gật nhẹ đầu, ta sẽ chăm sóc bọn họ đàng hoàng. Nói xong, nàng ta dẫn mấy người Lăng Hàn đi về một hướng khác. Diệp Huyên xoay người nhìn Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch và Kỳ An Chi, ba người các ngươi, mỗi người dẫn theo 30 đạo binh thương lan, nhớ là đừng tham lam, đồng thời duy trì liên lạc mọi lúc. Mạc Vân Khởi cười hì hì, yên tâm, chúng ta sẽ không sao đâu. Ba người Mạc Vân Khởi nhanh chóng dẫn theo đạo binh thương lan biến mất ở phía xa. Rèn luyện. Diệp Huyên hiểu rất rõ nếu ba người Mạc Vân Khởi và đạo binh thương lan muốn trở nên mạnh hơn thì nhất định phải chiến đấu. Vì khi nãy, dù đạo binh thương lan hay Mạc Vân Khởi, đều yếu hơn ba đội lính đánh thuê kia một chút. Đặc biệt là chín người theo sau cô gái đeo khăn che mặt, chín người kia không chỉ có cảnh giới cao hơn đám Mạc Vân Khởi, mà phương diện chiến đấu cũng mạnh hơn không ít. Những người này chắc chắn được rèn luyện qua vô số lần chém giết. Đạo binh thương lan muốn trở nên mạnh hơn không chỉ cần tài nguyên và trang bị tốt, còn cần lễ tắm máu. Cô gái đeo khăn ở một bên đột nhiên nói, trước đó ngươi vẫn chưa đánh bại tông chủ ma tông. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, nhẹ giọng nói, có quan trọng sao? Cô gái nhìn thẳng vào Diệp Huyên, ngươi khoác lác như vậy sẽ chỉ giết bản thân mình thôi, ngươi. Ngươi sai rồi. Diệp Huyên đột nhiên lắc đầu, bây giờ dù ta có khiêm tốn cũng vô dụng, vậy vì sao ta không thể làm quá lên? Sau ngày hôm nay, cả thanh thương giới đều sẽ biết Diệp Huyên ta dùng thực lực thần hợp cảnh đánh bại ngự pháp cảnh chân chính. Sau này ra ngoài, ai không kiêng dè Diệp Huyên ta ba phần chứ? Cô gái đeo khăn che mặt hơi cạn lời, ngươi cũng chưa đánh bại tông chủ ma tông, nói như thế ngươi không ngại à? Diệp Huyên nhún vai một cái, có gì mà ngại? Dù sao thì ta cảm thấy không có vấn đề gì hết. Cô gái đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, chân trời xa xa đột nhiên nứt ra, cô gái và Diệp Huyên quay đầu, nơi đó, một bóng trắng bay ra từ trong khe hở, bóng trắng bay rất nhanh, chớp mắt một cái đã đi tới trước mặt Diệp Huyên và cô gái. Là một yêu thú nhỏ. Con yêu thú nhỏ này trông giống mèo, nhưng vẫn khác mèo rất nhiều. Người nó màu xanh dương đậm, đuôi rất to. Lông xù, phần đuôi mang chút màu đỏ rực. Mặt nó tròn tròn, đôi mắt rất to, rất tròn, con ngươi có màu xanh, có răng nanh lộ ra ngoài. Trông vẻ ngoài rất đáng yêu. Đáng nói là khóe miệng nó mang theo vệt đỏ, hình như đã bị thương. Yêu thú nhìn chằm chằm Diệp Huyên không hiểu gì, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ở chân trời xa xa. Lục Tôn Chủ. Người đến chính là Lục Tôn Chủ của Liên Minh Hộ Giới. Lục Tôn Chủ nhìn chằm chằm con yêu thú nhỏ, gã ta đang muốn ra tay thì đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, là ngươi. Vẻ mặt Diệp Huyên khá nghiêm túc, trước đây hắn không quen Lục Tôn Chủ, nhưng sau khi bị Liên Minh Hộ Giới nhằm vào, hắn đã từng điều tra về Liên Minh Hộ Giới, vì vậy cũng đã biết người trước mắt. Sao đối phương lại đích thân đến đây? Chẳng lẽ muốn tự mình ra tay? Diệp Huyên từ từ siết chặt tay phải. Đã chuẩn bị sử dụng tháp giới ngục bất cứ lúc nào. Lục Tôn Chủ cũng không ra tay mà chỉ vào con yêu thú nhỏ kia, giao nó ra đây. Giao ra đây. Diệp Huyên nhìn con yêu thú nhỏ trước mắt, mình đâu có quen biết nó. Hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, con yêu thú kia đột nhiên biến thành một tia lam quang chui vào trong người hắn. Lần này, Diệp Huyên bối rối. Đại thần tầng 2. Con mẹ nó, đây là đại thần tầng 2 kia. Nhìn thấy con yêu thú kia chui vào người Diệp Huyên, vẻ mặt Lục Tôn Chủ lập tức trở nên lạnh lẽo, Diệp Huyên, yêu thú này giết chết 11 ngự pháp cảnh, hai ngự pháp cảnh chân chính của Liên Minh Hộ Giới ta, còn cướp đi bảo vật của Liên Minh Hộ Giới, nếu ngươi không giao nó ra, bản tôn chắc chắn lóc thịt lột ra ngươi. Diệp Huyên đáng muốn nói chuyện, lúc này, một tờ giấy trắng bay ra từ tháp giới ngục, trên tờ giấy là một hình người, người này chính là Lục Tôn Chủ, mà trên đầu gã ta là một cái nắm đấm. Nắm đấm của Diệp Huyên. Rõ ràng là bảo hắn đánh Lục Tôn Chủ. Diệp Huyên thầm cười khổ, đại thần, ta đánh không lại đâu. Sau một thoáng yên tĩnh, tầng 2 bắt đầu không ngừng rung lên, đầu óc Diệp Huyên lập tức mơ hồ.
Diệp Huyên hoảng hốt, vội nói, ngươi đừng làm loạn, ta đánh là được chứ gì. Tháp giới ngục lập tức yên tĩnh lại. Yết hầu Diệp Huyên lăn lăn, sau đó, hắn nhìn về phía Lục Tôn Chủ ở chân trời, Lục Tôn Chủ, à, chúng ta luận bàn một chút nhé. Cô gái đeo khăn che mặt. Chương 509, quỳ xuống. Luận bàn một chút. Lục Tôn Chủ tưởng mình nghe lầm, lập tức hỏi, ngươi, luận bàn với ta. Diệp Huyên gật đầu, nghiêm túc nói, phải. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, vẻ mặt Lục Tôn Chủ dần trở nên lạnh lẽo, Diệp Huyên, bản tôn biết ngươi ngông cuồng, nhưng không ngờ ngươi lại ngông cuồng đến mức này. Cô gái đeo khăn che mặt bên cạnh Diệp Huyên cũng lắc đầu. Lục Tôn Chủ. Đây là cao thủ đứng đầu thanh thương giới đấy. Diệp Huyên khiêu chiến Lục Tôn Chủ. Theo cô gái đeo khăn, hắn đúng là không biết tự lượng sức mình. Diệp Huyên cũng hết cách thôi. Đại thần tầng 2 này ngang ngược không biết lý lẽ, bảo hắn đánh Lục Tôn Chủ, hắn không đánh thì tên kia sẽ làm loạn trong tháp. Vấn đề là thật sự đánh không lại mà. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn Lục Tôn Chủ, Lục Tôn Chủ, ta biết mình không phải đối thủ của ông, nhưng yêu thú khi nãy là sư phụ của ta, nếu ông muốn bắt, Diệp Huyên ta có liều mạng cũng sẽ không đồng ý. Sư phụ. Lục Tôn Chủ hít mắt, sư phụ của ngươi là người phương nào? Diệp Huyên lắc đầu, không thể trả lời. Lục Tôn Chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi à? Diệp Huyên cười nói, với thực lực của Lục Tôn Chủ, muốn giết ta không phải là chuyện như trở bàn tay sao, nhưng mà, sau khi giết ta thì sao? Lục Tôn Chủ đột nhiên tiến lên một bước, quỳ xuống. Diệp Huyên lập tức như bị trăm nghìn ngọn núi đè xuống đầu, hai đầu gối cứ thế cong xuống, suýt đã bị ép quỳ xuống, nhưng hắn lại cố chịu đựng. Nhưng lúc này xương cốt trên người hắn không ngừng kêu lên, như muốn gãy lìa. Diệp Huyên siết chặt hai tay, cắn chặt răng, người không ngừng run rẩy, trên trán có mồ hôi đầm đài. Quỳ xuống. Vẻ mặt Diệp Huyên dữ tợn, cả đời này, ngoài quỳ xuống trước mặt người khác vì muội muội, Diệp Huyên hắn còn chưa từng quỳ trước mặt ai. Tuyệt đối không quỳ. Diệp Huyên thét lên, quỳ ông nội ngươi. Kiếm ý ác niệm phát ra từ trong người hắn, kiếm ý bay lên trời, nhắm thẳng vào Lục Tôn Chủ. Vẻ mặt của Lục Tôn Chủ trên không trung vô cùng lạnh lẽo, gã ta giơ tay lên đè xuống. Một tia kiếm ý lập tức vỡ tan. Diệp Huyên bên dưới tựa như diều đứt dây, bay ra xa tận mấy trăm trượng, cuối cùng, hắn ngã ầm xuống đất, tạo thành một cái hố lớn sâu vài trượng. Lục Tôn Chủ trong không trung lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, dù ngươi có yêu nghiệt đến mức nào thì lúc này, ở trong mắt ta, ngươi vẫn chỉ là run rế mà thôi. Dứt lời, gã ta lại muốn ra tay, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cầm kiếm bay lên trời từ trong hố sâu, chém về phía Lục Tôn Chủ. Cô gái đeo khăn che mặt ở bên cạnh vô cùng khó tin, vì nàng ta không ngờ Diệp Huyên thật sự dám ra tay với Lục Tôn Chủ. Nhìn thấy Diệp Huyên cầm kiếm chém tới, Lục Tôn Chủ nở nụ cười châm chọc, gã ta vung tay áo lên. Diệp Huyên lập tức bay ra ngoài một lần nữa, sau đó đập lên tường thành cách đó không xa, tường thành ầm ầm đổ nát. Trong đống đá vụn, Diệp Huyên không ngừng phun ra máu tươi, lúc này, hắn sâu sắc cảm nhận được mình yếu đến mức nào. Yếu. Cực kỳ yếu. Dù trong thế hệ trẻ tuổi, hắn đã coi như người đứng đầu rồi, nhưng khi đối diện với những cao thủ thế hệ trước của Trung Thổ Thần Châu này, hắn vẫn còn quá yếu. Lần này, hắn hiểu ra một điều. Trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều chỉ là mây bay. Lục Tôn Chủ trong không trung nhìn xuống Diệp Huyên, ta không biết ngươi dùng cách gì khuyên Ma Tông và Quỷ Tông rút lui, nhưng không sao, từ giờ trở đi, liên minh hộ giới ta sẽ tự mình đến chơi với ngươi. Nói xong, gã ta lạnh lùng nhìn xung quanh, bắt đầu từ bây giờ, Diệp Huyên ở Thanh Châu một khắc, Thanh Châu sẽ không có một ngày được yên ổn. Nói xong, gã ta xoay người bỏ đi. Cuối cùng, gã ta vẫn không dám ra tay giết người. Vì gã ta vẫn sợ cô gái bí ẩn kia. Nhưng gã ta cũng dần mất kiên nhẫn rồi, vì gã ta không ngờ Ma Tông và Quỷ Tông lại bị Diệp Huyên đuổi đi. Hai tông môn này ngay cả Thanh Châu cũng không thèm nữa. Gã ta không muốn tiếp tục như thế nữa, vì gã ta phát hiện Diệp Huyên đã là vạn pháp cảnh rồi. Diệp Huyên có thể giấu được người khác, nhưng không thể giấu được gã ta. Tốc độ phát triển của Diệp Huyên quá nhanh. Nếu còn mặc kệ nữa, đừng nói là cô gái bí ẩn, dù là Diệp Huyên cũng có thể tạo thành uy hiếp rất lớn cho liên minh hộ giới.
Giống như kiếm chủ thương giới năm đó vậy, cũng vì liên minh hộ giới coi thường, nên mới để ông ấy phát triển, sau đó áp đảo liên minh hộ giới gần trăm năm. Theo Lục tôn chủ rời đi, lời nói của gã ta cũng nhanh chóng truyền khắp Thanh Châu. Diệp Huyên. Chỉ cần Diệp Huyên ở Thanh Châu một ngày, Thanh Châu sẽ không được yên ổn. Diệp Huyên gần như trở thành kẻ thù chung của cả Thanh Châu chỉ trong nháy mắt. Chẳng mấy chốc, rất nhiều tông môn, thế gia và tán tu đồng loạt đi tới đế đô của Khương Quốc, người ngày càng đông. Mà mục đích của bọn họ chỉ có một, chính là khiến Diệp Huyên rời khỏi Thanh Châu. Người ngày càng đông, ngay cả Khương Quốc cũng có rất nhiều người đến đế đô, bên dưới ngọn núi của Học viện Thương Lan đã đứng đầy người. Núi Vạn Khâu. Ma Tông và Quỷ Tông đã rút lui về núi Vạn Khâu. Khô Minh Hư và Kỳ Yên Nô lẳng lặng đứng trên thuyền bay, Lục Tôn Chủ đứng trước mặt hai người. Lục Tôn Chủ nhìn hai người một cái, bản tôn rất tò mò, rốt cuộc Diệp Huyên kia nói cái gì mà lại khiến hai vị quay về thế. Khô Minh Hư cười nói, Lục Tôn Chủ, Diệp Huyên kia không đơn giản, Ma Tông ta không muốn trêu vào. Lục Tôn Chủ nhìn thoáng qua Khô Minh Hư, im lặng một lát rồi nói, hai vị, kẻ đứng sau Diệp Huyên thật sự không đơn giản, nhưng như vậy thì sao, người sau lưng hắn cứ để liên minh hộ giới ta xử lý, kể cả Diệp Huyên này cũng để chúng ta xử lý, khoảng thời gian này, hai tông môn có thể tùy ý hoạt động ở Thanh Châu. Nghe vậy, Khô Minh Hư và Kỳ Yên Nô nhìn nhau một cái, cuối cùng, Khô Minh Hư nhìn về phía Lục Tôn Chủ, vì sao? Lục Tôn Chủ nhẹ giọng nói, việc này Khô Tông Chủ không cần phải hỏi nhiều. Chương 510, mau cút khỏi Thanh Châu. Hai vị chỉ cần hiểu Diệp Huyên này và thế lực phía sau hắn, liên minh hộ giới sẽ đích thân xử lý là được. Hai người không cần trực tiếp đấu với Lâm Ẩn, dù sao thì Thanh Châu này cũng rất rộng lớn, không phải sao. Hai người hơi động lòng. Lục Tôn Chủ lại nói, hai tông môn các người đã bỏ lỡ Thương Lan Châu rồi, nếu còn bỏ lỡ Thanh Châu nữa. Ta đồng ý, Kỳ Yên Nô đột nhiên nói. Lục Tôn Chủ nhìn về phía Khô Minh Hư, ông ta im lặng một lát, sau đó gật đầu, được. Nhưng mà, Ma Tông của ta sẽ không đối đầu với Lâm Ẩn. Lục Tôn Chủ nhẹ giọng nói, việc này tùy ông. Nói xong, gã ta xoay người biến mất. Ma Tông và Quỷ Tông lại bắt đầu quay lại Thanh Châu. Trên thuyền bay, Kỳ Yên Nô đột nhiên nói, chẳng lẽ Khô Huynh biết người đứng sau Diệp Huyên? Khô Minh Hư nhẹ giọng đáp, biết một chút. Mạnh lắm sao, Kỳ Yên Nô hỏi. Khô Minh Hư cười khổ, nếu những gì hắn nói là thật, vậy thì không phải mạnh, mà là vô cùng mạnh. Nói chúng ta lần này quay lại Thanh Châu phải ghi nhớ một điều, người có quan hệ với Diệp Huyên, chúng ta không động đến là được, dù sao thì Thanh Châu cũng rất rộng lớn, tài nguyên rất nhiều, không cần đi trêu vào hắn. Trong Học viện Thương Lan, Diệp Huyên nằm trên giường, ở bên cạnh hắn là Thác Bạt Ngạn. Lúc này Thác Bạt Ngạn đang bưng một bát cháo tổ yến, đút từng miếng cho hắn. Diệp Huyên nắm lấy tay Thác Bạt Ngạn, tay nàng ta khẽ run lên, nhưng cũng không rụt về. Diệp Huyên cười nói, chưa từng đút nam nhân ăn đúng không? Thác Bạt Ngạn nhẹ giọng đáp, ngươi là người thứ hai. Thứ hai? Diệp Huyên hơi ngẩn người, trong lòng không được thoải mái lắm. Mà lúc này, Thác Bạt Ngạn lại nói, người đầu tiên là đệ đệ của ta. Diệp Huyên. Chữa thương. Diệp Huyên bắt đầu chữa thương, sau khi uống một viên nguyên đan màu tím, tình trạng thương tích của hắn hồi phục rất nhanh, chưa đến một canh giờ đã hồi phục được 7-8 phần. Sau khi hồi phục, Diệp Huyên tiến vào tháp giới ngục. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lối vào tầng 2, lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu hắn, ngưng tụ đạo tắc chi kiếm. Âm thanh rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng cũng rất lạnh. Đạo tắc chi kiếm. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đạo tắc chi kiếm gì cơ? Lúc này, một chữ thổ lặng lẽ xuất hiện ở giữa lông mày Diệp Huyên. Đạo tắc. Sau khi đại thần tầng 2 trở về, đạo tắc này cũng trở về theo. Diệp Huyên trầm giọng nói, ý người là bảo ta ngưng tụ đạo tắc này thành kiếm ư. Âm thanh kia lại vang lên, không biết. Trời ạ! Mặt Diệp Huyên đen lại, mình đắc tội cái tên này rồi sao? Tính tình kiểu gì thế? Nhưng cũng may tên này bắt đầu nói chuyện rồi, không còn dùng giấy nữa. Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, âm thanh kia lại vang lên, ngưng tụ đại địa chi lực, dùng đạo tắc làm môi giới, ngưng tụ đạo tắc chi kiếm trước khi đi nữ nhân kia nói thế đấy. Cô gái bí ẩn. Diệp Huyên thầm thấy vui vẻ, vội vàng hỏi, ý ngươi là kiếm tiên tỷ tỷ kia bảo ta dùng đạo tắc ngưng tụ thành kiếm, đúng không?
Không biết. Diệp Huyên. Diệp Huyên không tiếp tục hỏi đại thần tầng 2 kia nữa, đại thần này quá kiêu ngạo. Lúc này, hắn có hơi hưng phấn. Đạo tắc. Hắn không hiểu rõ thứ này lắm, nhưng hắn từng tiếp xúc với đạo tắc, cũng từng hiểu rõ sự mạnh mẽ của nó. Nếu sử dụng đạo tắc thổ này ngưng tụ thành kiếm, có lẽ sẽ rất lợi hại. Lúc này, giọng nói của đại thần tầng 2 lại vang lên, đi tìm đạo tắc thứ hai, không đi, đánh chết ngươi. Mặt Diệp Huyên đen lại, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, một tin tức đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Diệp Huyên dần ngơ ngác. Vốn dĩ hắn cứ tưởng đại thần tầng 2 đi ra ngoài chơi. Bây giờ xem ra hoàn toàn không phải thế, đối phương là đi tìm đạo tắc cho hắn. Hắn đã biết vị trí của đạo tắc thứ hai rồi. Lúc này, Diệp Huyên rời khỏi tháp giới ngục, trong tháp, tầng 2 đột nhiên kêu lên ầm ầm. Ngoài tháp, Diệp Huyên vội nói, đại thần, ta có chút việc cần làm, sẽ quay lại ngay, được rồi, người đừng phá, ta quay lại đây. Nói xong, hắn lại trở về trong tháp giới ngục. Cứ như vậy khoảng nửa canh giờ sau, hắn mới rời khỏi tháp. Diệp Huyên đi ra ngoài, lúc này, mấy người Lục Cửu Ca đều ở đây. Diệp Huyên cười nói, đi xem sao. Nói xong, hắn dẫn mấy người Lục Cửu Ca đi lên đỉnh núi, từ nơi này nhìn xuống, có thể nhìn thấy một đống người đông như kiến. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, tất cả mọi người bên dưới đều điên cuồng gào thét. Diệp Huyên, cút khỏi Khương Quốc. Diệp Huyên, cút khỏi Thanh Châu. Học viện Thương Lan, cút khỏi Thanh Châu. Đồ tai họa của Thanh Châu, mau cút đi. Mọi người nói chuyện vô cùng ầm ĩ. Không chỉ có ngọn núi dưới học viện Thương Lan, ngay cả bên ngoài thành của đế đô cũng có rất nhiều người tập trung. Những người này chỉ có một mục đích, là yêu cầu Diệp Huyên rời khỏi Thanh Châu. Trên núi, Mạc Vân Khởi chợt quát lên, câm miệng, cái đám rác rưởi này, nếu không nhờ Diệp Thổ Phỉ bảo vệ nơi đây, người trong thành sớm đã bị giết chết hết rồi. Các người có thể thông minh hơn một chút không hả? Nếu không vì Diệp Huyên hắn, sao Ma Tông và Quỷ Tông lại đến đây? Sao liên minh hộ giới có thể nhằm vào Thanh Châu? Tất cả mọi chuyện đều là do Diệp Huyên gây ra. Diệp Huyên mới là kẻ đầu sỏ, nếu không vì hắn, những tu sĩ của Trung Thổ Thần Châu kia sẽ không đến Thanh Châu. Chúng ta không cần hắn bảo vệ, chỉ cần hắn mau cút đi là được. Trên núi, Mạc Vân Khởi giận sắp nổ phổi. Hắn ta còn muốn nói thêm, nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu nở nụ cười, lúc cần ta thì ta là Diệp Quốc Sĩ, Diệp Viện Trưởng, lúc không cần ta. Ta chính là kẻ tai họa của Thanh Châu, được thôi, như bọn họ mong muốn, chúng ta đi. Truyền lệnh xuống, học viện Thương Lan toàn thể rời đi. Chương 511, thất vọng. Rời đi. Trên núi, mấy người Mạc Vân Khởi đều nhìn về phía Diệp Huyên. Lục Cửu Ca trầm giọng nói, đừng hành động theo cảm tính. Diệp Huyên lắc đầu, không phải hành động theo cảm tính. Nói xong, hắn nhìn xuống bên dưới, những người này... Không đáng để Diệp Huyên ta và mọi người liều mạng vì bọn họ. Chúng ta không có năng lực làm chúa cứu thế, điều chúng ta có thể làm chính là cố gắng bảo vệ tốt cho bản thân. Mọi người im lặng. Thất vọng. Không thể không nói, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy thất vọng. Sở dĩ xung quanh Khương Quốc có thể yên ổn như vậy đương nhiên là vì Diệp Huyên và Học viện Thương Lan, mà bây giờ, bọn họ không thua liên minh hộ giới, lại thua bởi những người bọn họ đang bảo vệ. Mạc Vân Khởi lắc đầu thở dài, không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên, nếu rời đi thì chuẩn bị đi đâu? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, giải tán ngay tại đây. Giải tán. Mọi người đều sửng sốt. Mạc Vân Khởi sờ trán Diệp Huyên, Diệp Thổ Phỉ, đừng nói là ngươi bị sốt rồi nhé. Lúc này, Kiếm Sở Sở ở bên cạnh đột nhiên nói, nên giải tán. Mọi người nhìn về phía Kiếm Sở Sở, nàng ta nhẹ giọng nói, bây giờ liên minh hộ giới đích thân ra tay, tình hình đã hoàn toàn khác rồi. Chúng ta chỉ có thể giải tán mới có thể tự vệ thôi. Tự vệ. Diệp Huyên gật đầu, thật ra cũng không phải giải tán thật, mà là chia thành nhóm nhỏ, mọi người từ ngoài sáng đổi thành trong tối, sau đó cố gắng phát triển. Mạc Vân Khởi ngẫm nghĩ một lát rồi nói, cũng đúng, bây giờ Học viện Thương Lan chúng ta bị liên minh hộ giới nhắm vào. Mà chúng ta hoàn toàn không có thực lực đấu với liên minh hộ giới, chia thành nhóm nhỏ cũng là một cách. Mọi người xung quanh đều gật đầu. Kiếm Sở Sở lại nói, bây giờ nếu Học viện Thương Lan còn tiếp tục tồn tại thì không chỉ là kẻ thù của liên minh hộ giới, còn là kẻ thù của tất cả tu sĩ Thanh Châu, nói một cách đơn giản là kẻ thù của tất cả mọi người.
Nếu đã như thế không bằng chúng ta rút lui, âm thầm tự phát triển cũng không phải là chuyện xấu với chúng ta. Diệp Huyên gật đầu, cứ làm như thế đi. Sau khi mọi người rời khỏi học viện Thương Lan thì lập tức lẩn trốn, tự phát triển. Còn ta cũng có chuyện cần đi xử lý, đợi đến thời cơ thích hợp, ta sẽ tập trung mọi người lại, hy vọng khi đó sẽ không mất đi ai. Lúc này, Kiếm Sở Sở đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Huyên, đừng để chúng ta chờ quá lâu. Nói xong, nàng ta xoay người đi. Diệp Huyên nhìn sang một bên, nơi đó là Lục Cửu Ca, Mạc Nguyên và Phong Lam. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ba vị, mấy học viên kia của học viện Thương Lan cũng làm phiền mọi người xử lý. Mạc Nguyên cười nói, thật ra ta đã muốn dẫn bọn họ ra ngoài từ lâu rồi. Diệp Huyên gật nhẹ đầu, hắn búng tay một cái, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trước mặt Mạc Nguyên, trong nhẫn chứa đồ có 100 triệu linh thạch cực phẩm. Dù chúng ta tạm thời ẩn lui, nhưng cũng không thể bỏ bê việc tu luyện của bọn họ. Mạc Nguyên cũng không từ chối, cất nhẫn chứa đồ đi, sau đó xoay người rời đi cùng Phong Lam. Diệp Huyên nhìn Lục Cửu Ca, nàng ta nói, liên minh hộ giới sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhưng bây giờ bọn họ vẫn không dám dứt khoát giết chết ngươi. Thời gian của ngươi bây giờ đang rất cấp bách, vì nếu bọn họ còn dám tiếp tục nhằm vào ngươi, thì có nghĩa là tuy bọn giờ bọn họ không dám giết ngươi, nhưng sau này chắc chắn dám. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. Nói xong, hắn búng tay một cái, một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt Lục Cửu Ca, trong nhẫn chứa đồ có 500 triệu linh thạch cực phẩm, đạo binh Thương Lan làm phiền Lục quân sư rồi. Lục Cửu Ca cất nhẫn chứa đồ đi, yên tâm, lần gặp lại sau, bọn họ sẽ cho ngươi một bất ngờ lớn. Bảo trọng. Nói xong, nàng ta xoay người đi mất. Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch đi tới trước mặt Diệp Huyên, Mạc Vân Khởi vỗ vai hắn, bất cứ lúc nào. Chỉ cần ngươi cần, ta và Bạch Trạch sẽ có thể đến ngay. Còn nữa, lúc gặp lại, ta nhất định sẽ đánh thắng ngươi. Đánh không thắng thì phải làm sao? Bạch Trạch đột nhiên hỏi. Mạc Vân Khởi liếc y, ngươi bớt nói nhảm đi. Hai người nhanh chóng rời đi trong ồn ào, mà sau khi đi rất xa, Mạc Vân Khởi còn vẫy tay với Diệp Huyên. Nơi này chỉ còn lại Thác Bạt Ngàn và Kỳ An Chi. Diệp Huyên đi tới trước mặt Kỳ An Chi. Nhẹ giọng nói, ta đã đồng ý với Lão Kỳ sẽ để học viện Thương Lan trở thành học viện tốt nhất thanh thương giới, ta nói được nhất định sẽ làm được. Kỳ An Chi gật đầu, nàng ta im lặng một lúc lâu, sau đó nói, ta không có nơi để đi. Không có nơi để đi. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, vậy cô cứ ở lại đây đi. Kỳ An Chi nhìn về phía Diệp Huyên, hắn cười khẽ, sau đó lấy một chiếc hộp màu vàng ra đưa cho Kỳ An Chi, trong hộp là 12 kim nhân. Diệp Huyên cười nói, yên tâm, dù chúng ta sẽ rời khỏi đây, nhưng chỉ cần ta còn sống, thì sẽ không ai dám đến gây sự đâu. Thác Bạt Ngạn ở bên cạnh đột nhiên nói, đi cùng ta đi. Kỳ An Chi nhìn về phía Thác Bạt Ngạn nói, theo ta đến Ninh Quốc, ít nhiều gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Ở nơi này suy cho cùng sẽ có rất nhiều phiền phức. Kỳ An Chi suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu. Thác Bạt Ngạn nhìn về phía Diệp Huyên, tiếp theo có dự tính gì? Diệp Huyên nói, đi tìm một thứ, tìm thấy rồi, ta sẽ đến tìm các cô. Thác Bạt Ngạn gật đầu, ta chờ ngươi. Nói xong, nàng ta dẫn Kỳ An Chi xoay người bước đi. Nhưng chưa đi được bao lâu, Kỳ An Chi đột nhiên dừng lại, nàng ta xoay người đi tới trước mặt Diệp Huyên, đưa cho hắn một chiếc nhẫn chứa đồ, sau đó mới kéo Thác Bạt Ngạn bước nhanh đi. Trong nhẫn chứa đồ đều là đồ ăn. Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, cất nhẫn chứa đồ. Chương 512, đừng bỏ lại người bên cạnh mình. Diệp Huyên đi tới phía sau núi, ở phía trước thác nước, hắn nhìn thấy Khương Cửu. Có 10 người đứng sau lưng nàng ấy. Hơi thở của 10 người này không phân cao thấp với mấy lính đánh thuê trong đội lính đánh thuê vương giả, đương nhiên chiến lực có thể vẫn yếu hơn một chút. Nhìn thấy Diệp Huyên, 10 người vội vã cúi chào, sau đó lùi sang một bên. Khương Cửu nhẹ giọng nói, Hoàng thất Khương Quốc ta cũng đã chuẩn bị rời đi rồi. Diệp Huyên nói, xin lỗi. Khương Cửu lắc đầu, không liên quan đến ngươi. Liên minh hộ giới làm như thế, toàn bộ tu sĩ Thanh Châu đều hận ngươi. Dưới tình huống này, nếu ngươi tiếp tục ở lại đây sẽ chỉ bị người ta ghét bỏ. Hơn nữa, ngươi đã làm đủ nhiều rồi. Nếu không nhờ Diệp Huyên, Khương Quốc đã thất thủ từ lâu. Đáng tiếc rất nhiều người hoàn toàn không nhìn ra điều này. Đều chỉ cảm thấy là vì Diệp Huyên, liên minh hộ giới và tu sĩ của Trung Thổ Thần Châu mới nhằm vào Thanh Châu. Thật ra những người này không nghĩ đến Thương Lan Châu,
phải biết rằng Thương Lan Châu không hề có Diệp Huyên, và Thương Lan Châu đã trở thành một châu lục chết rồi. Khương Cửu quay đầu nhìn 10 người phía sau, nhẹ giọng nói, nếu ngươi không muốn từ bỏ học viện Thương Lan, vậy có thể tiếp tục bồi dưỡng 10 người này, vì bọn họ rất có tiềm lực. Diệp Huyên cười nói, đến tìm cô cũng là muốn bảo cô tiếp tục bồi dưỡng bọn họ. Học viện Thương Lan, ta sẽ không vứt bỏ, vì ta đã đồng ý với Lão Kỳ rồi, sau này nhất định sẽ để học viện Thương Lan nổi tiếng khắp thanh thương giới, ta nói được làm được. Khương Cửu cười nói, ngươi nhất định có thể, nhưng bây giờ đã không phải mục tiêu của một mình ngươi nữa, mà là mục tiêu của tất cả mọi người của học viện Thương Lan chúng ta. Nói xong, nàng ấy nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyên, cho dù ngươi trưởng thành nhanh bao nhiêu, đi được bao xa, cũng đừng bỏ lại người bên cạnh mình, đặc biệt là những người rất quan tâm đến ngươi. Sau đó, nàng ấy nâng mặt Diệp Huyên, hôn nhẹ một cái. Diệp Huyên cứng đờ người, Khương Cửu nhếch miệng cười, đầu gỗ. Nói xong, nàng ấy xoay người dẫn 10 người rời đi. Phát triển. Bây giờ tất cả mọi người của Học viện Thương Lan sẽ tiếp tục phát triển, tìm kiếm cơ duyên của bản thân. Mà bọn họ cũng đang đợi, đợi đến lúc Diệp Huyên gọi mình. Chẳng mấy chốc, người của cả Học viện Thương Lan bắt đầu xuống núi. Nhìn thấy học viên của Học viện Thương Lan xuống núi muốn rời đi, người bên dưới lập tức không ngừng hoan hô. Một vài học viên trẻ tuổi trong đám học viên giận xanh mặt, đặc biệt là đường muội Diệp Hinh của Diệp Huyên, nàng ta siết chặt bàn tay cố nén cơn giận. Vì lúc đi ngang qua đám người, mấy người nói chuyện rất khó nghe, đặc biệt là nói Diệp Huyên. Lúc này, một người đàn ông đột nhiên chặn trước mặt mấy người Diệp Hinh, tức giận chỉ vào bọn họ, vẻ mặt dữ tợn cút, cút mau lên, một đám gây họa, nếu không có các ngươi sao Thanh Châu có thể trở thành thế này. Đều do các ngươi hại Thanh Châu gà chó không yên, các ngươi. Phập. Giọng nói của người đàn ông biến mất. Vì một thanh kiếm đã xuyên qua giữa lông mày gã ta. Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Mấy người Diệp Hinh xoay người, Diệp Huyên chậm rãi đi tới từ cách đó không xa. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, mấy người xung quanh lập tức càng giận hơn, một người đàn ông trung niên trong đó đột nhiên bước ra, phẫn nộ chỉ vào Diệp Huyên, Diệp Huyên, cái đồ tai họa này, không ngờ ngươi lại dám giết người, ngươi. Diệp Huyên giơ tay lên ra một chiêu kiếm. Phụt. Đầu của người đàn ông trung niên lập tức bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe. Đám người hưng phấn điên cuồng xung quanh lập tức bình tĩnh lại được một chút, nhưng vẫn có người không tỉnh táo. Một người đàn ông đột nhiên gào lên như heo bị chọc tiết, Diệp Huyên giết người. Diệp Huyên giết người, mọi người mau nhìn kìa, Diệp Huyên này. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt người đàn ông, gã ta căm tức nhìn hắn, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyên đã chém xuống một kiếm. Bằng 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 chuyện vừa hoàn thành bằng 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 bằng. 1. Cùng ba ba xuyên ngược văn phá án. 2. Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. 3. Hoa trong gương, trăng dưới nước. 4. Tôi bị hai kẻ biến thái cùng theo dõi. Bằng 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 bằng. Xoẹt. Cơ thể người đàn ông bị chém nứt từ giữa, cực kỳ đẫm máu. Sau khi dùng một chiêu kiếm giết chết người đàn ông này, Diệp Huyên vẫn không dừng tay, hắn buông tay, thanh kiếm bay ra, chỉ chốc lát, một vài người ồn ào xung quanh lần lượt bị bay đầu. Chưa đến một giây, xung quanh đã có mấy chục người bị chiêu kiếm của Diệp Huyên cắt đứt đầu. Lúc này, mọi người như bị một chậu nước lạnh dội xuống, lập tức tỉnh táo hơn nhiều. Mọi người đồng loạt lùi về sau. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyên đã không còn hưng phấn nữa, chỉ có sợ hãi mà thôi. Diệp Huyên không quan tâm đến bọn họ, hắn cất kiếm, đi tới trước mặt mấy người Diệp Hinh, hôm nay, ta dạy cho mọi người một đạo lý. 1. Cố gắng bảo vệ bản thân, bảo vệ người bên cạnh mình thật tốt. 2. Đừng đi bảo vệ những người mọi người cảm thấy không đáng nữa. Nói xong, hắn cầm kiếm chỉ đám người xung quanh, những người này không đáng. Còn nữa, có thể làm người tốt. Nhưng không được làm kẻ ba phải. Vì cõi đời này có rất nhiều người như thế. Lúc người xấu bắt nạt bọn họ sẽ cười cam chịu, sẽ khúm núm, vì bọn họ sợ. Ngược lại, lúc đối mặt với người tốt, bọn họ sẽ không sợ, vì bọn họ cảm thấy người tốt dễ bắt nạt. Nói đơn giản một chút là, có rất nhiều người chỉ biết kính trên nhưng không nhường dưới. Nói xong, hắn chỉ kiếm về phía xa, tất cả đều ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra từ nơi này cho ta. Ai dám mắng các ngươi nửa chữ thì đánh chết kẻ đó ngay tại chỗ cho ông.
Chương 513, ngươi vốn chính là kẻ ác. Mọi người xung quanh đều nhìn Diệp Huyên, bình thường Diệp Huyên rất ôn hòa, đặc biệt là khi ở học viện Thương Lan, đừng nói là người ngoài, dù là học viên của học viện Thương Lan cũng rất ít thấy hắn nổi giận. Nóng tính. Diệp Huyên hắn cũng rất nóng tính, nhưng xưa nay hắn sẽ không nổi nóng với người của mình. Mà lúc này, những người xung quanh đã không phải người của mình nữa. Ngựa hiền bị người cưỡi, người hiền bị bắt nạt. Một con người không thể mất hết lương tri, không thể không có nhân tính, không thể không có giới hạn, nhưng càng không thể không có huyết tính. Nếu một người ngay cả huyết tính cũng không có, vậy sống sót còn ý nghĩa gì nữa? Nhân tính bổn thiện, nhưng cũng phải có ác. Thiện với người tốt, với người của mình, ác, đương nhiên là với kẻ ác. Vì đối với kẻ ác, ngươi phải ác hơn, tàn nhẫn hơn bọn họ mới không dám ức hiếp ngươi. Chuyện như lấy đức báo oán, xưa nay Diệp Huyên sẽ không làm, cũng không muốn học viên của mình làm. Sau khi Diệp Huyên nói xong, mấy người xung quanh đều lùi về sau, vì dưới chân Diệp Huyên có đến mấy chục cái đầu máu chảy đầm đìa. Lúc này bọn họ mới phát hiện, thật ra người trước mặt cũng không dễ trêu vào. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, không ai dám nói nhảm nữa, không một ai. Diệp Hinh và những học viên khác của học viện Thương Lan cúi chào Diệp Huyên, sau đó đi về phía xa, đám người trước mặt bọn họ vội vã tách ra hai bên, không một ai dám ngăn cản. Rời đi. Tất cả học viên của học viện Thương Lan đều rưng rưng nước mắt, đặc biệt là Diệp Hinh, nàng ta đã khóc đến mức nước mắt đầy mặt. Bọn họ đã coi học viện Thương Lan như nhà của mình rồi. Diệp Huyên im lặng không nói gì. Từ khi hắn tiếp nhận học viện Thương Lan đến bây giờ, hắn bỏ ra rất nhiều tâm huyết, cũng thật sự có tình cảm với học viện Thương Lan. Lần này giải tán học viện Thương Lan thật ra là bảo vệ nó một cách trá hình, cũng có thể nói là cho tất cả mọi người của học viện Thương Lan một cơ hội phát triển. Lúc trước, học viện Thương Lan quá ỷ lại vào hắn. Tiếp tục như thế nữa, không phải hắn đang giúp học viện Thương Lan, mà là đang hại bọn họ. Mỗi người trong học viện đều phải nếm trải các cảm giác đau khổ mới có thể trưởng thành hơn. Hắn tin tưởng, khi gặp lại một lần nữa, tất cả mọi người sẽ khác đi. Một lát sau, Diệp Huyên xoay người đi lên núi, như nhớ ra điều gì, hắn chợt dừng bước cút. Mọi người sửng sốt. Diệp Huyên vung tay lên, chém ra một vùng kiếm quang, mười mấy người bên phải bị kiếm khí giết chết ngay tại chỗ. Mọi người hoảng hốt, vội vàng xoay người bỏ chạy. Diệp Huyên cười khẽ, xem đi, rất nhiều lúc, nói chuyện đàng hoàng bọn họ đều không nghe, chỉ sau khi ra tay, bọn họ mới ngoan ngoãn nghe lời. Xem ra, Diệp Huyên ta trời sinh đã thích hợp làm kẻ ác rồi. Ngươi vốn chính là kẻ ác. Một giọng nói vang lên sau lưng Diệp Huyên, chẳng mấy chốc, một ông lão đi tới phía sau hắn. Người đến chính là Tư Đồ Minh của nhà họ Tư Đồ. Diệp Huyên ngồi trên tảng đá một bên, liên minh hộ giới đích thân ra tay, có lẽ bọn họ đã muốn có bản nguyên kia lắm rồi. Các ông chuẩn bị sớm đi. Tư Đồ Minh đi tới trước mặt Diệp Huyên, không phải ngươi nói ngươi có thể ngăn cản bọn họ sao? Diệp Huyên nhún vai, ông cũng đã nói nếu có cao thủ ngự pháp cảnh chân chính ra tay với ta, các ngươi cũng sẽ ra tay. Nhưng khi nãy lúc Lục Tôn chủ kia ra tay, các ngươi lại không hề làm gì cả. Tư Đồ Minh im lặng. Lục Tôn chủ. Đây chính là cao thủ hàng đầu thanh thương giới đấy. Hơn nữa phía sau gã ta còn có liên minh hộ giới. Lúc này, bọn họ vẫn chưa muốn liều mạng, cũng có thể nói là vẫn chưa dám. Diệp Huyên cười nói, dù chúng ta đã không thể ngăn cản liên minh hộ giới, nhưng đó vẫn là kẻ thù chung của chúng ta, không phải sao? Tư Đồ Minh nhìn Diệp Huyên, liên minh hộ giới sẽ không bỏ qua cho ngươi, một vài người cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Huyên cười nói, ngoài liên minh hộ giới, nhà họ Tư Đồ của ông là người muốn ta chết nhất. Sao hả, nhà họ Tư Đồ của ông cũng muốn ra tay với ta à? Tư Đồ Minh lạnh lùng nói, yên tâm, bây giờ nhà họ Tư Đồ của ta không rảnh dây dưa với ngươi. Người ta nói tới, ngươi sẽ được biết nhanh thôi. Cuối cùng tặng ngươi một câu, cẩn thận liên minh hộ giới. Bọn họ nhất định sẽ không cho phép thanh thương giới xuất hiện kiếm chủ thương giới thứ hai đâu. Nói xong, ông ta xoay người biến mất. Sau khi Tư Đồ Minh đi không lâu, lại một ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Ngũ Lâu Chủ. Ngũ Lâu Chủ cười khổ, lão phu vừa trở về, ngươi đã giải tán học viện Thương Lan rồi. Diệp Huyên cười nói, chỉ là tạm thời thôi. Ngũ Lâu Chủ gật đầu, những thứ ngươi bảo ta đi bán đấu giá lúc trước thu được tổng cộng 3 tỷ 7 linh thạch cực phẩm.
Nói xong, ông ta búng tay một cái, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. 3 tỷ 7 linh thạch cực phẩm. Diệp Huyên cất nhẫn chứa đồ, khoản tiền này đủ để hắn làm rất nhiều chuyện. Ngũ lâu chủ trần trừ một lát, sau đó hỏi, sau này ngươi có dự tính gì? Diệp Huyên cười nói, muốn đi làm một vài chuyện. Ngũ lâu chủ trầm giọng nói, cẩn thận liên minh hộ giới, bây giờ bọn họ đã sắp tháo lớp mặt nạ của mình xuống rồi, bây giờ, chuyện gì bọn họ cũng có thể làm được. Liên minh hộ giới. Diệp Huyên gật đầu, yên tâm, ta sẽ cẩn thận hơn. Ngũ lâu chủ vỗ nhẹ lên vai Diệp Huyên, nếu có gì cần có thể liên lạc với ta bất cứ lúc nào, bảo trọng. Nói xong, ông ta bỏ đi. Chương 514, chết vinh còn hơn sống nhục. Ngũ lâu chủ đi rồi, Diệp Huyên lại gặp một đám người, cũng là đám người duy nhất còn lại trên núi. Mấy người Lục Bán Trang và Lăng Hàn. Mấy người Lục Bán Trang đi tới trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên cười nói, vừa mới đoàn tụ đã phải chia cách rồi. Lăng Hàn nặng nề nói, Diệp ca, huynh thật sự trở mặt với liên minh hộ giới rồi à? Diệp Huyên nhún vai một cái, xem như là thế. Nghe vậy, Lăng Hàn nhỏ giọng thở dài, liên minh hộ giới này không đơn giản đâu. Diệp Huyên cười nói, chịu thôi, nếu ta đi quỳ xuống xin lỗi, cam nguyện làm tôi tớ thì sẽ không sao nữa. Đáng tiếc con người ta thà chết vinh còn hơn sống nhục. Lăng Hàn lắc đầu, thật ra danh tiếng của liên minh hộ giới này vẫn luôn không tốt đẹp gì, nhưng mọi người đều không dám nói, vì bọn họ thật sự rất mạnh. Ngoài năm đó Thương Kiếm Tông vượt hơn bọn họ một bậc thì gần như không có thế lực nào có thể chống lại bọn họ cả, Thanh Thương Giới cũng có thể nói là nằm trong sự khống chế của bọn họ. Nói đến đây, hắn ta nhìn Diệp Huyên, Diệp ca, huynh gặp phiền phức lớn lắm đấy. Diệp Huyên cười, yên tâm, bọn họ vẫn chưa dám ngang nhiên ra tay với ta đâu. Còn mọi người trở về Trung Thổ Thần Châu trước đi, vì không bao lâu nữa ta cũng sẽ đến Trung Thổ Thần Châu, đến lúc đó mấy huynh đệ lại tụ họp. Về phần hiện tại, mọi người ở lại cũng không giúp được gì, trở về cố gắng tu luyện thì tốt hơn, tương lai chúng ta còn dài. Nói xong, hắn búng tay một cái. Trước mặt mỗi người đều xuất hiện một chiếc nhẫn chứa đồ. Mỗi một chiếc nhẫn chứa đồ đều có 100 triệu linh thạch cực phẩm. Mấy người Lăng Hàn nhìn nhau một cái, cuối cùng, Lăng Hàn lắc đầu, Diệp ca, chúng ta không cần linh thạch cực phẩm này. Huynh giữ lại đi, ta. Cầm đi. Diệp Huyên cười nói, ta có nhiều lắm. Mấy người các ngươi đều mau chóng đột phá vạn pháp cảnh, ngự pháp cảnh cho ta, nếu không, sau này ta đánh nhau sẽ không gọi các ngươi. Lăng Hàn còn muốn nói gì đó, Lục Bán Trang đã nhận lấy linh thạch cực phẩm, sau đó nàng ta đi tới trước mặt Diệp Huyên, cố gắng sống sót, ta không muốn đến nhặt xác cho ngươi đâu. Nói xong, nàng ta xoay người rơi đi. Diệp Huyên. Chẳng mấy chốc, mấy người Lăng Hàn cũng đi hết. Lúc này, cả núi Thương Lan chỉ còn lại một mình hắn. Bây giờ, hắn thật sự là một thân một mình, không còn ràng buộc rồi. Vì hắn không cần lo lắng cho tất cả mọi người nữa. Chỉ cần lo lắng cho bản thân thôi. Rất nhẹ nhõm. Sau khi bỏ thân phận viện trưởng và đại ca xuống, hắn chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Một lát sau, Diệp Huyên đi tới điện Anh Linh, lúc này nơi này đã trống không, vì linh bài của mấy người lão kỳ cũng đã được mang đi. Diệp Huyên ngồi trước cửa điện, sau đó lấy rượu hồ lô ra bắt đầu uống, uống một hồi, trong đầu hắn xuất hiện từng hình ảnh. Diệp Liên, An Lan Tú, Khương Cửu, Kỳ An Chi, Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch, Lục Bán Trang, Lăng Hàn, Lão Kỳ. Uống rồi lại uống, Diệp Huyên bắt đầu hơi say rồi. Thanh Châu. Sau khi Diệp Huyên giải tán học viện Thương Lan, cả Thanh Châu đều xôn xao. Có thể nói là vô số người đều đang hoan hô. Tiếng hoan hô trong Khương Quốc là lớn nhất. Vì theo bọn họ thấy, Diệp Huyên giải tán học viện Thương Lan, như vậy đương nhiên Thanh Châu sẽ không gặp phiền phức nữa. Đế đô của Khương Quốc. Sau khi Diệp Huyên giải tán học viện Thương Lan, Hoàng thất Khương Quốc cũng lựa chọn thoái ẩn, quân đội cũng giải tán, vì quân đội ở thời loạn lạc thế này hoàn toàn không có tác dụng gì. Khương Việt Thiên hiểu rõ, không còn Diệp Huyên và học viện Thương Lan, nếu Hoàng thất Khương Quốc không thoái ẩn, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong thôi. Vì thế, bây giờ cả đế đô Khương Quốc đã là một tòa thành tự do, vì không có ai đến duy trì trật tự cả. Lúc trước còn có Hoàng thất Khương Quốc và học viện Thương Lan. Nhưng bây giờ thì không. Loạn. Sau khi điên cuồng hoan hô, đế đô Khương Quốc lập tức rối loạn. Giết người, cướp bóc. Nhân tính.
Sau khi không còn trật tự, mặt tối tăm nhất của nội tâm một người sẽ có thể bộc lộ ra một cách triệt để. Đặc biệt là ở thời buổi loạn lạc thế này, ai cũng hoàn toàn bộc lộ chính mình. Quan trọng là những tu sĩ trung thổ thần châu bị Diệp Huyên đuổi đi trước đó lại trở về. Có tới hơn 20.000 người, trong đó đa số đều là thông u cảnh và thần hợp cảnh. 20.000 người đi tới dưới đế đô Khương Quốc, các tu sĩ bên trong vội vã ra khỏi thành, lúc nhìn thấy những người này, sắc mặt của tu sĩ Khương Quốc đều thay đổi. Lại trở về rồi. Một tu sĩ Khương Quốc trong đó tiến lên chắp tay, các vị, Diệp Huyên kia đã giải tán học viện Thương Lan, cũng đã bị chúng ta đuổi đi, nếu các vị muốn tìm hắn thì đến nơi khác đi, chúng ta. Lúc này, một quyền đột nhiên đấm lên đầu người đàn ông đang nói chuyện. Oành! Đầu gã ta lập tức nổ tung. Tất cả tu sĩ Thanh Châu xung quanh đều ngây người. Người ra tay là một người đàn ông trung niên đến từ trung thổ thần Châu. Ông ta cười khẩy, tìm Diệp Huyên. Tìm hắn làm cái gì? Muốn chết ư? Chính là vì hắn đi rồi nên chúng ta mới quay lại đấy. Các huynh đệ, giết! Sau mệnh lệnh, hơn 20.000 người chạy thẳng vào trong thành. Bên dưới thành, sắc mặt những tu sĩ Thanh Châu kia lập tức trở nên tái nhợt. Chương 515, mà hắn, không có năng lực cứu vớt thế giới. Áp đảo. Những tu sĩ Thanh Châu này hoàn toàn không phải đối thủ của những tu sĩ đến từ trung thổ thần Châu, vừa mới giao chiến đã lập tức bị áp đảo. Mấy tu sĩ của Thanh Châu cũng không liều mạng mà đều chạy trốn, điên cuồng chạy trốn. Càng trốn càng chết. Trước đây, những tu sĩ trung thổ thần Châu này là con mồi trước mặt Diệp Huyên và đạo binh Thương Lan, còn bây giờ, bọn họ lại biến thành thợ săn. Trước cổng thành không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Tuyệt vọng. Vô số tu sĩ Thanh Châu cảm thấy tuyệt vọng. Vì bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ của những tu sĩ trung thổ thần Châu này, thực lực chênh lệch quá lớn. Lúc này, bọn họ cũng hiểu ra những tu sĩ trung thổ thần Châu này đến Thanh Châu cũng không phải vì Diệp Huyên, mà là vì bọn họ. Mà bọn họ lại ngây thơ cho rằng chỉ cần Diệp Huyên đi, Thanh Châu sẽ có thể thái bình. Đáng tiếc Diệp Huyên vừa đi, sẽ chỉ khiến những tu sĩ trung thổ thần Châu này càng trắng trợn không kiêng dè hơn thôi. Chẳng mấy chốc, những tu sĩ trung thổ thần Châu này đã xông vào thành, đế đô Khương Quốc thất thủ. Một đám tu sĩ trung thổ thần Châu tập trung dưới núi Thương Lan, ai cũng nhìn lên núi, nhưng không một ai đi lên. Phá hủy học viện Thương Lan này không, có người cất tiếng đề nghị. Người đàn ông trung niên dẫn đầu nhìn lên núi một lúc lâu, cuối cùng gã lắc đầu, cao thủ, nên được tôn trọng, chúng ta đi. Nói xong, cả đám người bỏ đi. Sau khi học viện Thương Lan giải tán, Diệp Huyên biến mất, cộng thêm Ma Tông Quỷ Tông quay lại Thanh Châu, cả Thanh Châu lại rối loạn một lần nữa. Không còn trật tự, lòng người vốn dĩ sẽ loạn, cộng thêm thế lực ngoại lai xâm lấn dã man, Thanh Châu bây giờ cực kỳ hỗn loạn. Chỉ có mấy nơi khá bình thường, chính là Ninh Quốc và Đế Quốc Đại Vân. Nhưng bây giờ hai nước này cũng đã thu nhỏ phòng tuyến, đặc biệt là Ninh Quốc, Thác Bạt Ngàn tập trung tu sĩ của Ninh Quốc ở Đế Đô, mọi người cùng nhau phòng thủ. Cộng thêm 12 kim nhân Diệp Huyên cho, trừ khi là cao thủ ngự pháp cảnh chân chính ra tay với Ninh Quốc, nếu không, Ninh Quốc vẫn có thể tự vệ. Hơn nữa, ai chẳng biết phía sau Ninh Quốc có Diệp Huyên. Vì vậy chỉ cần muốn ra tay với Ninh Quốc, đều không thể không nghĩ đến Diệp Huyên. Phải biết rằng bây giờ Diệp Huyên vẫn chưa chết. Ngoài Ninh Quốc, Đế Quốc Đại Vân cũng thu nhỏ phòng tuyến, vì Liên Vạn Lý muốn bảo vệ toàn bộ Đại Vân là chuyện không thể nào. Nhưng cũng không có người và thế lực nào đi liều mạng với Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có quan hệ với Diệp Huyên. Vì thế sau khi Liên Vạn Lý thu nhỏ phòng tuyến cũng không có ai động vào nàng ta, không cần thiết gây chuyện với nàng ta. Thanh Châu rất lớn, không cần phải đi gặm mấy cục xương cứng này. Chuyện đáng nói là toàn bộ Thanh Châu, chỉ cần có quan hệ với Diệp Huyên thì đều khá an toàn. Ví dụ như Thanh Thành của Khương Quốc, đây là nơi Diệp Huyên được sinh ra. Nơi này cũng không có tu sĩ trung thổ thần Châu nào xâm lấn. Ai cũng không muốn trêu vào Diệp Huyên. Nhưng ở rất nhiều nơi vẫn có nhiều người hoan hô, mừng vì Diệp Huyên giải tán học viện Thương Lan, cho rằng chỉ cần hắn làm thế, liên minh hộ giới và những tu sĩ này của trung thổ thần Châu sẽ ra khỏi Thanh Châu. Không chỉ thế, người ở một vài nơi khi biết sau khi Diệp Huyên giải tán học viện Thương Lan, tu sĩ trung thổ thần Châu chẳng những không rời khỏi Thanh Châu, còn cướp bóc táo tợn hơn thì càng oán hận Diệp Huyên thêm. Vì theo bọn họ, nếu không vì Diệp Huyên phản kháng, những tu sĩ của trung thổ thần Châu này sẽ không tức giận như vậy,
chính là vì Diệp Huyên phản kháng, cho nên mới chọc giận những tu sĩ của Trung Thổ Thần Châu này, tất cả mọi chuyện đều là vì Diệp Huyên. Dù Diệp Huyên giải tán học viện Thương Lan, hắn cũng đã mai danh ẩn tích, nhưng vô số tu sĩ của Thanh Châu vẫn cho rằng Diệp Huyên là tội nhân của Thanh Châu. Còn Diệp Huyên đã lặng lẽ rời khỏi Khương Quốc, đi đến phía nam của Thanh Châu. Dọc trên đường đi, nếu Diệp Huyên nhìn thấy tu sĩ Trung Thổ Thần Châu làm chuyện ác cũng sẽ tiện tay vung một chiêu kiếm. Nhưng hắn sẽ không làm chuyện vĩ đại như bảo vệ Thanh Châu nữa. Lúc cô gái bí ẩn rời đi từng nói với hắn một câu, đó là năng lực thế nào thì làm chuyện như thế. Mà hắn, không có năng lực cứu vớt thế giới. Hơn nữa, có mấy người không đáng để Diệp Huyên hắn và các huynh đệ liều mạng bảo vệ. Diệp Huyên hắn không phải thánh thần, không làm được chuyện lấy đức báo oán như thế. Ngươi mắng ta, muốn ta chết, mà ta còn phải đi bảo vệ ngươi. Hắn không biết thánh thần có thể làm được không, dù sao thì hắn cũng không làm được. Hắn đã từng cố gắng vì mảnh đất này rồi, hắn có thể ngăn cản được tu sĩ của Trung Thổ Thần Châu, nhưng không đấu lại được sự ích kỷ và tham lam của tu sĩ Thanh Châu. Bây giờ hắn chỉ muốn làm chuyện theo năng lực của mình, bảo vệ tốt những người đáng bảo vệ bên cạnh. Lúc này, mục tiêu của hắn chính là dãy núi Nam Liên ở phía Nam Thanh Châu. Vì Đại Thần Tầng 2 muốn hắn đến đó. Có đạo tắc. Đại Thần Tầng 2 này ra ngoài một khoảng thời gian, ngoài đánh nhau mấy trận với Liên Minh Hộ Giới còn đi tìm đạo tắc giúp hắn. Không đúng, nên nói là Đại Thần Tầng 2 này đi tìm cho mình. Vì nếu nó muốn ra ngoài sớm một chút thì nhất định phải tìm thấy đạo tắc thứ hai. Mà bản thân hắn cũng muốn tìm thấy đạo tắc thứ hai sớm một chút, có đạo tắc, hắn mới có thể khống chế tháp giới ngục tốt hơn. Hơn nữa, có đạo tắc thứ hai, nói không chừng còn có thể mở ra tầng thứ ba nữa. Dù những tồn tại bị giam trong tháp cực kỳ nguy hiểm, nhưng nếu xử lý tốt cũng có thể trở thành trợ thủ đắc lực mà. Cũng giống như Đại Thần Tầng 2 vậy, dù bình thường rất hung ác điên cuồng, nhưng cũng giúp hắn không ít việc. Diệp Huyên tăng tốc, việc cấp bách của hắn bây giờ chính là nâng cao thực lực của mình, tốt nhất là phải có năng lực không sử dụng tháp giới ngục cũng có thể giết chết cao thủ ngự pháp cảnh chân chính. Đệ nhất kiếm thần. Chương 516, không thể nghe Diệp Huyên ngươi nói nhảm. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã cưỡi ngựa hắc diễm tiến vào núi thẳm mênh mông, hắn không ngừng lao nhanh tựa như một cơn gió mạnh. Mà bên trong tháp giới ngục, tầng 2 thỉnh thoảng vang lên tiếng vang thùng thùng, Diệp Huyên cũng không biết Đại Thần Tầng 2 này đang làm gì. Dù sao bây giờ hắn cũng không muốn đi trêu vào Đại Thần Tầng 2, vì từ sau khi Đại Thần này quay lại, hắn phát hiện tính tình của nó ngày càng nóng nảy hơn. Đặc biệt là bây giờ cô gái bí ẩn không còn ở đây, hắn hoàn toàn không dám trêu vào Đại Thần Tầng 2 này, vì bây giờ hắn đánh không lại. Những lúc thế này cũng phải khiêm tốn một chút. Tốc độ của Diệp Huyên rất nhanh, vào lúc hắn muốn xuyên qua một cánh rừng thì có chuyện bất ngờ xảy ra, một uy thế mạnh mẽ đột nhiên bao phủ lấy hắn. Ngựa hắc diễm dưới người hắn trực tiếp vỡ nát, hắn cũng liên tục lùi về sau, lùi xa gần trăm trượng. Diệp Huyên dừng bước. Một người áo đen đứng ở vị trí ban đầu của hắn, kẻ đó bị áo bào đen che khuất, không nhìn ra khuôn mặt. Cao thủ ngự pháp cảnh chân chính. Tay phải ông ta hơi nâng lên, trong phút chốc, không gian xung quanh Diệp Huyên bắt đầu vặn vẹo vô cùng đáng sợ, tựa như bánh quai trèo vậy. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, một giây sau, hắn cầm kiếm bằng hai tay chém về phía trước một nhát. Oành! Sau một tiếng nổ vang lên, người Diệp Huyên liên tục lùi về sau mười mấy trượng, hắn vừa mới dừng lại, mấy chục cây cổ thụ ở phía sau đã biến thành tro bụi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía người áo đen cách đó không xa, cơ thể của ông ta chợt trở nên hư ảo, sắc mặt hắn chợt thay đổi, kiếm ý mạnh mẽ bao phủ lấy cả người hắn. Kiếm ý thiện niệm. Vào khoảnh khắc kiếm ý thiện niệm xuất hiện, một bàn tay đột nhiên xuất hiện trên đầu hắn, nhưng đã bị kiếm ý thiện niệm ngăn cản, nhưng khi người áo đen đè nhẹ tay xuống, kiếm ý thiện niệm kia cũng lập tức vỡ nát, Diệp Huyên lập tức lùi lại hơn 40 trượng. Lần này, khóe miệng hắn đã có máu tươi chảy ra. Cao thủ ngự pháp cảnh chân chính. Diệp Huyên lau máu tươi trên khóe miệng, vẻ mặt nghiêm túc. Đây xem như lần đầu tiên hắn giao thủ với cao thủ ngự pháp cảnh chân chính, mà lúc này cảm giác của hắn giữa mình và cao thủ ngự pháp cảnh chân chính thật sự có sự chênh lệch rất lớn, đây là chênh lệch về chất, chênh lệch này có dùng trang bị cũng khó bù đắp được. Sau một thoáng yên tĩnh, Diệp Huyên đột nhiên tung người nhảy lên, tựa như một con hạc trắng bay lơ lửng trên trời, giữa không trung, thanh kiếm trong tay hắn không ngừng rung lên,
một kiếm thế mạnh mẽ tuôn ra như thủy triều. Kiếm chưa đến, thế đã đến trước. Người áo đen lẳng lặng đứng bên dưới, dù mặt đất xung quanh ông ta đều bắt đầu rung động dữ dội, nhưng ông ta vẫn rất bình tĩnh. Khi cỗ uy thế kia đến trên đỉnh đầu ông ta nhẹ nhàng nâng tay phải lên một cái. Ầm! Không gian chấn động, kiếm thế Diệp Huyên chém ra lập tức biến mất không còn tăm hơi, mà lúc này, thanh kiếm của Diệp Huyên đã chém xuống. Trên thân kiếm tản ra kiếm ý màu đen. Kiếm ý ác niệm. Lúc này, người áo đen mở tay phải ra, nhẹ nhàng bắt lấy từ xa, trong nháy mắt, thanh kiếm đang chém xuống của Diệp Huyên chập trùng một trận, thanh kiếm không thể tiến lên một chút nào nữa, tựa như bị không gian giữ lại vậy. Diệp Huyên gào lên một tiếng, cầm kiếm bằng hai tay chém xuống dưới. Kiếm ý ác niệm lập tức bộc phát. Ầm! Không gian chấn động một trận, người áo đen liên tục lùi lại khoảng 10 bước. Còn Diệp Huyên thì lại trở về vị trí ban đầu. Người áo đen không tiếp tục ra tay nữa, ông ta nhìn lòng bàn tay của mình, ở đó có một vết máu. Thanh kiếm của Diệp Huyên khi nãy đã chém rách ra ông ta. Người áo đen im lặng một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, còn nhỏ tuổi đã có trình độ kiếm đạo như thế, đúng là hiếm thấy. Đáng tiếc là ngươi lại muốn chống lại liên minh hộ giới của ta, thật là không biết tự lượng sức mình. Người áo đen nói với giọng khàn, rõ ràng là cố ý làm thế. Sau khi nói xong, ông ta lại muốn ra tay, mà lúc này, Diệp Huyên cách đó không xa đột nhiên cười nói, ông hoàn toàn không phải người của liên minh hộ giới, nếu ta đoán không lầm thì ông chính là Tư Đồ Minh đúng không? Người áo đen dừng lại, sau khi im lặng một lát, ông ta cởi áo bào đen xuống, đúng là Tư Đồ Minh. Ông ta lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, sao ngươi đoán ra là ta? Diệp Huyên cười nói, nếu liên minh hộ giới muốn giết ta thì sẽ quang minh chính đại đến giết ta, bằng không bọn họ đã phái người đến giết ta từ lâu rồi. Mà ngoài liên minh hộ giới thì cũng chỉ còn nhà họ Tư Đồ của ông có lý do giết ta thôi, vì các ông không muốn để lộ chuyện các người muốn đối phó với liên minh hộ giới, đúng không? Tư Đồ Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi thông minh hơn tưởng tượng của ta nhiều. Diệp Huyên cười nói, Tư Đồ Minh, ông có biết vì sao liên minh hộ giới không dám quang minh chính đại đến giết ta không? Nói đến đây, hắn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Tư Đồ Minh lại lắc đầu, không muốn biết, lão phu chỉ biết không thể nghe Diệp Huyên ngươi nói nhảm, nếu không, e rằng không thể giết ngươi. Nói xong, ông ta xông về phía Diệp Huyên. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Chương 517, bây giờ ông đây đích muốn nghe nữa. Tuy Tư Đồ Minh không biết Diệp Huyên đã làm thế nào để thuyết phục Ma Tông và Quỷ Tông rút đi, nhưng ông ta biết nếu bản thân ông ta nghe được, có lẽ cũng đã không thể ra tay. Hai thế lực mạnh như vậy mà còn bị Diệp Huyên khuyên lui thì nhà họ Tư Đồ, vốn cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu, sao lại có thể khác đi cho được. Vì vậy, cho dù lai lịch bối cảnh Diệp Huyên có phức tạp đến đâu đi nữa, hắn cũng phải chết. Đó là thái độ của Tư Đồ Minh. Nguyên nhân thứ nhất là vì hắn đang có quan hệ mập mờ với An Lan Tú, người mà nhà họ Tư Đồ thề phải có được. Thứ hai, nếu hắn thành công liên thủ với liên minh hộ giới thì sẽ ảnh hưởng bất lợi đến nhà họ Tư Đồ. Để tránh rắc rối cành mẹ đẻ cành con, Tư Đồ Minh quyết định ra tay. Thấy ông ta đến thời gian mở miệng lừa bịp cũng không chịu cho mình, Diệp Huyên cũng rất bất ngờ. Không đánh lại thì biết làm sao bây giờ. Trong lúc đó, Tư Đồ Minh đã vọt đến trước mặt hắn với khí thế như vòi rồng trên biển, có thể phá hủy hết thảy trên đường đi của nó. Diệp Huyên không dám lơ là, vội vàng tập trung lại, sau đó tăng tốc vung ra một đường kiếm. Uy lực của chiêu nhất kiếm định sinh tử này tuyệt đối không hề thua kém Tư Đồ Minh. Quỳnh! Khoảnh rừng kế cận nát như trong nháy mắt khi hai luồng sức mạnh va vào nhau. Diệp Huyên bị đẩy lùi tận mấy chục trượng, chỉ dừng lại khi cắm phập hai thanh kiếm xuống đất. Phải lùi lại ước chừng 10 trượng, đôi mắt Tư Đồ Minh quắc lên chừng Diệp Huyên, thì ra ta đã đánh giá thấp ngươi. Chẳng trách sao liên minh hộ giới thề phải tiêu diệt ngươi, nếu ta là họ cũng sẽ tuyệt đối không tha cho ngươi. Ông ta liếc mắt về bên phải Diệp Huyên, cùng ra tay. Một lão già bước ra, nâng số lượng cường giả ngự pháp cảnh chân chính có mặt lên con số 2. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. Hắn thật sự không ngờ nhà họ Tư Đồ sẽ điều động hai vị cường giả nhường này đến để giết hắn, thật sự là đề cao hắn quá rồi. Như biết hắn đang nghĩ gì, Tư Đồ Minh cười khẩy, ngày ấy học viện thương mộc không thể diệt trừ được ngươi vì chúng không dám điều động cường giả chân chính, bằng không ngươi đã không còn đất để chôn rồi. Lão phu không như bọn đần độn ấy,
nếu đã muốn diệt ngươi, ắt sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Thấy ông ta và lão già toan ra tay, Diệp Huyên hô lên, khoan đã. Hắn nghiêm túc nói, ta cảm thấy sự hợp tác giữa chúng ta còn có thể cứu vãn được, ông. Tư Đồ Minh mỉa mai, đừng hòng nói lời ngon ngọt. Hôm nay ngươi có nói đến rách mồm, lão phu cũng phải chém chết. Vừa nói xong, ông ta đã biến mất. Lão già kia cũng thoát cái hóa thành một tia chớp đen lao đến, ý định muốn giết Diệp Huyên đã rõ mồn một. Hai cường giả ngự pháp cảnh chân chính ra tay là một điều khủng bố thế nào chứ? Diệp Huyên bước về trước, một ngọn tháp đen tuyền bỗng hiện ra từ giữa chân mày hắn. Chính là tháp giới ngục. Vào giây phút nó xuất hiện, sắc trời lập tức tối sầm, Tư Đồ Minh và lão già kia bỗng dưng bất động như bị đóng cọc tại chỗ. Trên đầu bọn họ là một chữ tù đen ngòm đang lơ lửng. Vẻ khó tin tràn ngập nơi đáy mắt hai người. Gương mặt Diệp Huyên cũng trở nên vặn vẹo, cả người không ngừng co giật từng cơn, trông đáng sợ vô cùng. Tư Đồ Minh đứng đối diện hắn chỉ có thể bày ra vẻ kinh hoàng, bởi vì ông ta có làm cách nào cũng không thể động đậy dù chỉ một ly. Ông ta ngẩng phát dậy, hốt hoảng hỏi, ngươi, đây là thứ gì? Khóe môi Diệp Huyên nhếch lên thành một nụ cười quái dị, ông. Ông, đoán thử xem. Giọng nói hắn cũng mang theo tiết tấu dần dật quái lạ. Tư Đồ Minh toan mở miệng, bỗng nghe Diệp Huyên giận dữ quát lên, thu. Tháp giới ngục run bắn lên. Một khắc sau, Tư Đồ Minh và lão già biến mất khỏi thế giới bên ngoài. Khi xuất hiện lại, bọn họ khiếp sợ nhìn không gian trong tháp, nơi đã vượt ngoài tầm hiểu biết của họ. Chư tù lơ lửng trên cao chậm rãi nhuốm thành màu đỏ. Đáy lòng Tư Đồ Minh đánh thịch, hốt hoảng la lên, Diệp Huyên, mọi chuyện còn có thể thương lượng. Lão phu xin thề, một khi ra ngoài tuyệt đối sẽ không trả thù ngươi. Nhà họ Tư Đồ ta cam nguyện thần phục ngươi. Ban nãy nói thì không nghe, bây giờ ông đây đích muốn nghe nữa. Đó là câu trả lời của Diệp Huyên, cũng là những lời cuối cùng Tư Đồ Minh nghe được trong đời. Chương 518, phần tấn. Không bao lâu sau, ông ta và lão già kia đã hóa thành hư vô, chỉ để lại hai chiếc nhẫn chứa đồ. Ở bên ngoài, Diệp Huyên gục đầu xuống, cả người ngã vật ra như cây bật gốc. Trời đất quay cuồng trong mắt khiến hắn chỉ muốn đánh một giấc. Không được. Hắn tàn nhẫn cắn mạnh vào đầu lưỡi mình, nhờ cơn đau mà tỉnh táo lại không ít. Đúng lúc ấy, một chữ địa tí hon bỗng hiện ra giữa chân mày hắn. Chính là đạo tắc. Diệp Huyên nằm sóng xoài trên mặt đất, không ngừng có đại địa chi lực cuồn cuộn chảy vào, bắt đầu chữa trị cho thân thể khiến hắn chợt cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Sau khi thanh tỉnh lại, Diệp Huyên vội vàng kiểm tra tháp giới ngục, quả nhiên thấy nó đã đóng lại như dự kiến. Nhưng dù sao lần này hắn cũng có linh thạch cực phẩm rồi. Tài sản hiện giờ của hắn gồm có hai thanh thiên kiếm, một bộ giáp cấp thiên, 4 tỷ rưỡi viên linh thạch cực phẩm và một linh mạch cực phẩm. Linh mạch này vốn nằm ở học viện Thương Lan, nhưng sau khi nó bị giải tán tạm thời, hắn đương nhiên phải mang đi. Diệp Huyên bắt đầu để tháp giới ngục cắn nuốt linh thạch, chỉ trong chốc lát đã hết veo 1 tỷ viên nhưng vẫn không mở ra. Chuyện gì thế này? Trong lòng tràn đầy khó hiểu. Hắn im lặng để tòa tháp tiếp tục ngấu nghiến. 100 triệu. 200 triệu. 500 triệu. 1 tỷ. Cuối cùng, tháp giới ngục lại mở ra sau khi đã nuốt chửng thêm 1 tỷ viên linh thạch, tổng cộng là 2 tỷ viên. Gấp đôi lần trước, Diệp Huyên nằm liệt trên đất, không thiết sống nữa. Trong lòng hắn không ngừng rỉ máu, chỉ hận không thể nghiền xương Tư Đồ Minh và lão già kia. 4 tỷ rưỡi viên linh thạch cầm trong tay chưa ấm mà đã phải vào bụng tòa tháp. Lần này đã gấp đôi, nếu hắn lại điều khiển tháp lần nữa, lại phải tốn thêm gấp đôi thì... Thôi không dám nghĩ nữa. Diệp Huyên khóc không ra nước với cái tháp chẳng khác gì cái động không đáy này. Hắn cứ nằm ra đấy khoảng 1 giờ mới xem như hồi phục lại như cũ, sau đó vội vàng lấy ra 2 chiếc nhẫn của bọn Tư Đồ Minh. Chiếc nhẫn đầu tiên chứa một cây thương cấp thiên, thân dài 5 thước màu đỏ thẫm. Tỏa ra khí thế nóng cháy như được hun đúc từ dung nham, nhưng mũi thương lại lạnh lẽo như xương giá. Thương tốt. Diệp Huyên cả kinh, nhận ra cấp bậc của món vũ khí này có thể còn cao hơn cả 2 thanh thiên kiếm của hắn. Cấp thiên cũng có phân cao thấp, nói một cách đơn giản là chia ra làm cực phẩm, thượng phẩm và hạ phẩm. Cây thương này ít nhất cũng thuộc hàng thượng phẩm cấp thiên. Giá trị liên thành. Bao nhiêu phiền não trước đó của Diệp Huyên bay sạch. Nhưng ngẫm lại thấy cũng đương nhiên, Tư Đồ Minh dù sao cũng là gia chủ một thế lực lớn,
nếu không có bảo vật cực phẩm trên người mới là khó hiểu. Diệp Huyên cầm cây thương ra, thấy hai chữ được khắc trên đó, phần tấn. Hắn nhẹ nhàng vung thương lên, một ngọn lửa phẫn nộ phụt ra, thiêu rụi cây cỏ trên đường đi của nó. Thương tự mang thuộc tính hỏa, tuyệt vời. Diệp Huyên tuét miệng cười hớn hở. Bảo vật cấp thiên đều có giá khởi điểm từ 2 tỷ linh thạch cực phẩm, món này mà đem đi bán thì ít nhất cũng phải 3 tỷ. À không, phải nói là có dùng linh thạch cực phẩm cũng chưa chắc sẽ mua được bảo vật cấp thiên, chỉ có thể dùng đến tử nguyên tinh mà thôi. Hời to rồi. Diệp Huyên vui như mở cờ trong bụng, cất phần tấn đi rồi tiếp tục kiểm tra nhẫn của Tư Đồ Minh, thấy không có bảo vật cấp chân hay công pháp, võ kỹ gì thì có hơi thất vọng. Bỗng nhiên, một thứ gì đó lọt vào tầm mắt. Diệp Huyên vung tay lên, một quyển sách dày cộm và một lệnh bài màu đen đã xuất hiện. Hắn mở sách ra lướt nhanh một phen, đột nhiên ngây ngẩn. Đây là lịch sử gia tộc Tư Đồ, ghi chép lại tất cả những gì đã xảy ra từ trước cũng như danh sách thành viên cho đến bây giờ. Không chỉ thế, còn có một ít bí mật như gia tộc ngày nay có bao nhiêu người, sở hữu bao nhiêu tài sản, đang bí mật đào tạo bao nhiêu thế lực, có bao nhiêu thám tử đang trà trộn vào gia tộc khác, bao nhiêu đứa con rơi đang tồn tại. Tất cả đều được ghi chép rõ ràng. Diệp Huyên lặng lẽ khép quyển sách lại, trong lòng đã như sóng cuộn biển gầm. 800 tỷ. Tài sản hiện nay của nhà họ Tư Đồ có chừng hơn 800 tỷ cực phẩm linh thạch và hơn 300.000 tử nguyên tinh. Một thứ còn quý giá hơn linh thạch cực phẩm nhiều lần vì có chứa tử nguyên khí, một loại linh khí cực kỳ hiếm thấy trong đất trời. Mà để mua một món bảo vật cấp thiên cần khoảng 50.000 viên tử nguyên tinh này. Diệp Huyên bỗng để ý rằng trên bề mặt quyển sách sử này có linh khí chập chờn lưu động, hiển nhiên là một loại trận pháp nhỏ. Theo như hắn suy đoán, đây là loại trận pháp hủy diệt, Tư Đồ Minh có thể dùng nó để tiêu hủy quyển sách này trong nháy mắt gặp bất trắc. Đơn giản bởi vì thứ đồ này là tối quan trọng với nhà họ Tư Đồ, tuyệt đối không thể bị lộ ra ngoài ánh sáng. Đáng tiếc, Tư Đồ Minh bị nhốt vào tháp giới ngục, đến phản kháng còn không thể chứ nói gì đến hủy sách. Hơn 800 tỷ linh thạch cực phẩm và mấy trăm nghìn viên tử nguyên tinh. Diệp Huyên nghĩ thôi đã thấy kích động, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại khi nhận ra những thứ này thuộc về nhà họ Tư Đồ chứ không liên can đến hắn. Khoan! Một suy nghĩ chợt lóe lên. Ai bảo không liên can? Hắn nhìn xuống chiếc lệnh bài đen tuyền nằm trong tay. Lệnh gia chủ. Lệnh gia chủ. Sau một phen im lặng, Diệp Huyên bỗng phá ra cười như điên. Thế giới này thật là đẹp quá đi thôi. Chương 519, sợ bóng sợ gió. Lệnh gia chủ. Đương nhiên Diệp Huyên biết lệnh gia chủ đại diện cho điều gì, nó đại diện cho gia chủ. Lệnh gia chủ cộng thêm quyền lịch sử gia tộc này có thể làm được rất nhiều việc. Diệp Huyên cất đi lệnh gia chủ và lịch sử gia tộc của nhà họ Tư Đồ, sau đó tiếp tục kiểm tra nhẫn chứa đồ khác. Trong chiếc nhẫn chứa đồ thứ hai không có bảo vật bậc thiên nhưng lại có hơn 1.000 viên tử nguyên tinh, ngoài ra còn có một đóa hoa sen tuyết to bằng lòng bàn tay. Hoa sen tuyết óng ánh, tỏa hơi cực lạnh. Báu vật quý hiếm. Trong trời đất có một số vật hiếm, những vật hiếm này hấp thu tinh hoa của mặt trời và mặt trăng, được trời đất tẩm bổ, ẩn chứa năng lượng vô cùng lớn. Mà đóa sen tuyết trước mắt hiển nhiên là loại vật hiếm này. Những vật hiếm này có thể tăng tu vi, nếu cho người đặc biệt sử dụng thì hiệu quả sẽ tăng gấp bội. Ngoài đóa sen tuyết này, trong nhẫn chứa đồ còn có vài món linh tinh, nhưng tất cả đều không có giá trị quá cao. Ít nhất đối với hắn bây giờ, chúng có chút chướng mắt. Giờ đây những thứ bình thường hoàn toàn không thể lọt vào mắt Diệp Huyên hắn. Sau khi cất nhẫn chứa đồ, Diệp Huyên tiếp tục đi tới, trong lòng đắc ý. Mặc dù lần này hắn đã bỏ ra gần 2 tỷ linh thạch cực phẩm để khởi động tháp giới ngục, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Nói tóm lại hắn vẫn kiếm lời. Lần này Diệp Huyên không ngang nhiên đi đường nữa. Sau khi sử dụng công pháp ẩn, cơ thể hắn lập tức tàng hình. Có thể nói, ngoại trừ cao thủ ngự pháp cảnh chân chính, người thường rất khó phát hiện hắn. Hơn nữa, cho dù là cao thủ ngự pháp cảnh chân chính, nếu không dồn hết sức tìm hắn thì cũng khó có thể phát hiện hắn. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã biến mất ở phía xa. Không lâu sau khi Diệp Huyên rời đi, một bóng mờ đột nhiên xuất hiện. Bóng mờ đứng im lặng tại chỗ một lát rồi khẽ nói, tiểu thư. Có nhìn thấy không, tiểu thiếu gia mới 19 tuổi đã đạt tới kiếm hoàng, dù ở nhà họ Độc cô chúng ta cũng coi là xuất sắc hơn người. Còn Diệp Liên tiểu thư nữa, chưa tới 15 tuổi đã bước vào vạn pháp cảnh,
và lại thể chất đặc biệt, cực kỳ hiếm thấy. Nếu người ở địa ngục biết được điều này hẳn sẽ rất vui. Dứt lời, người hắn ta bắt đầu dần trở nên mờ ảo, chỉ chốc lát đã hoàn toàn biến mất. Núi Nam Liên nằm ở phía Nam Thanh Châu, nơi đây hẻo lánh, dân cư thưa thớt, chỉ có những dãy núi nối tiếp nhau vô tận. Mà mục đích của Diệp Huyên lần này chính là dãy núi Bạt Ngàn này. Đạo tắc. Hiện tại hắn đang nóng lòng muốn tìm ra đạo tắc thứ hai. Bởi vì hắn phát hiện, nếu có đạo tắc thì khi khởi động tháp giới ngục, sự cắn trả của tháp giới ngục với bản thân hắn sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nên biết rằng trước đây khi không có đạo tắc, hắn suýt chút nữa đã mất mạng. Còn lúc nãy, tuy hắn cũng bị cắn trả nhưng không ngất xỉu. Hiển nhiên đạo tắc này vẫn cực kỳ quan trọng. Một ngày sau, Diệp Huyên đến dãy núi Nam Liên. Sau khi vào núi, hắn đi theo hướng mà Đại Thần tầng 2 đã nói. Trong dãy núi Bạt Ngàn, Diệp Huyên lao nhanh, thỉnh thoảng nhìn thấy vài con yêu thú, có điều những yêu thú này đều không phát hiện hắn. Dưới sự chỉ dẫn của Đại Thần tầng 2, Diệp Huyên đi vào chỗ sâu trong núi, khoảng nửa canh giờ sau hắn dừng lại. Trên mặt đất trước mặt hắn không xa có một vực sâu khổng lồ, dài rộng gần trăm trượng, sâu không thấy đáy. Từ chỗ hắn nhìn xuống, bên dưới tối đen như mực, sương mù màu đen lượn quanh, trông vô cùng âm u. Trực giác mách bảo hắn đây chắc chắn không phải một nơi tốt lành. Lúc này, một giọng nói bỗng vang lên trong đầu hắn, nhảy. Nhảy. Khóe miệng Diệp Huyên khẽ giật, hắn tiến lên một bước, dưới vực sâu đen kịt, nhìn không thấy gì. Diệp Huyên hơi do dự, trực giác mách bảo một khi hắn nhảy xuống chắc chắn sẽ không gặp được chuyện gì tốt. Trong tháp giới ngục, tầng 2 lại bắt đầu vang lên tiếng tùng tùng. Rõ ràng là đang thúc giục hắn. Diệp Huyên do dự một hồi, sau đó nói ta xin hỏi một câu, người đã tìm ra đạo tắc thì sao không mang nó đến cho ta? Đây là điều mà trong lòng Diệp Huyên luôn thắc mắc, nếu đại thần tầng 2 dám gây rắc rối với liên minh hộ giới, chắc chắn thực lực không có gì để nghi ngờ. Nếu nó đã tìm được đạo tắc nhưng không mang về, việc này chắc chắn có vấn đề. Một vấn đề rất lớn. Diệp Huyên vừa dứt lời, trong tháp giới ngục đột nhiên yên tĩnh lại, nhưng ngay sau đó tầng 2 bắt đầu chấn động điên cuồng, không chỉ tầng 2, ngay cả tầng 1 cũng đang chấn động dữ dội. Diệp Huyên lập tức cảm thấy chóng mặt, khó chịu cả người. Nó nổi điên rồi. Diệp Huyên vội bảo, đừng, người đừng nghịch bậy. Ta không hỏi nữa, được chưa? Tháp giới ngục lập tức trở nên yên tĩnh. Nhảy. Giọng nói đó lại vang lên. Diệp Huyên lại tiến thêm một bước, vẻ mặt hắn đã dần bình tĩnh lại. Như nghĩ tới gì đó, hắn cười tự giễu, sao mình lại sợ bóng sợ gió thế chứ? Nói xong, hắn nhún lên rồi nhảy xuống vực. Kể từ khi cô gái bí ẩn rời đi, hắn cảm thấy mình làm gì cũng sợ bóng sợ gió. Thật ra, khi một việc nào đó đến lúc cần phải làm thì nên làm không chút do dự, chứ không phải nên sợ bóng sợ gió. Suy nghĩ nhiều thì càng nhiều vấn đề càng nhiều thì trong lòng càng e sợ. Dưới vực sâu, Diệp Huyên rơi xuống với tốc độ cực nhanh, bên tai là gió lạnh gào thét. Cứ vậy kéo dài không biết bao lâu, cuối cùng hắn cảm nhận được chân chạm đất, trong lòng đất đen kịt. Cũng may hắn không nhìn bằng mắt, nếu không thì sợ là không nhìn thấy được thứ gì. Lúc này hắn vẫn chưa xuống tới đáy vực, hắn hiện đang đứng trên một bệ đá nhô ra từ vách núi. Dưới bệ đá vẫn không nhìn thấy đáy, xung quanh vách núi toàn là dây leo và cỏ dại to bằng cánh tay. Không có một âm thanh và hơi thở nào. Xuống. Lúc này, đại thần tầng 2 lại lên tiếng. Chương 520 ta, trước giờ không có tên trong sử sách. Diệp Huyên gật đầu, hắn nắm lấy sợi dây leo bên cạnh rồi leo xuống dọc theo dây. Cứ thế, khoảng nửa canh giờ sau, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được hai chân mình chạm đất. Dưới chân có nước. Không đúng, mặt Diệp Huyên đột nhiên biến sắc, vì dưới chân hắn không phải nước, đây là máu. Máu. Diệp Huyên lập tức cảnh giác, hắn vội hỏi, đại thần tầng 2, nơi này có nguy hiểm không? Sau một nháy mắt im lặng, đại thần tầng 2 bỗng lên tiếng, không nói cho ngươi biết. Mẹ nó. Diệp Huyên suýt nổi khùng. Có nhầm lẫn gì không? Đã lúc nào rồi mà còn phải tỏ ra kiêu ngạo, nhưng thật sự là đánh không lại. Nếu không hắn rất muốn đánh cho đại thần tầng 2 một trận. Tính tình quái quỷ gì thế này? Cần phải rèn. Tiếc là đánh không lại. Diệp Huyên hít một hơi thật sâu để dập tắt ý nghĩ muốn đánh người của mình. Hắn nở một nụ cười tự cho là vô cùng dịu dàng,
dùng giọng nói mà hắn cảm thấy là dịu dàng nhất đời mình, đại thần, xin hỏi nơi này có nguy hiểm hay không? Một lát sau, tầng 2 lên tiếng, có. Nụ cười của Diệp Huyên càng rạng rỡ hơn, nguy hiểm gì? Không biết, lần này tầng 2 trả lời rất nhanh. Nụ cười trên môi Diệp Huyên cứng đờ, không biết. Không biết thì ngươi nói làm gì? Một lát sau, Diệp Huyên lắc đầu rồi tiếp tục đi tới. Máu dưới chân rất nhiều, mùi máu xung quanh cũng nồng nặc, đặc biệt là càng đi tới thì mùi máu càng nồng. Chắc chắn không phải nơi tốt lành gì. Đây là trực giác của Diệp Huyên. Diệp Huyên cứ vậy mà đi tới, không biết đi bao lâu, một ngọn lửa đỏ như máu đột nhiên xuất hiện ở phía trước, ngọn lửa đang lơ lửng ngay trước mặt hắn. Diệp Huyên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mặc dù tu sĩ không sợ ma quỷ cho lắm, nhưng họ vẫn có chút kiêng dè và e ngại giống loài không rõ ràng này. Ngọn lửa tỏa ra ánh lửa đỏ như máu, chỉ lớn bằng bàn tay, nó cứ lơ lửng khiến Diệp Huyên hơi hoảng sợ. Nhưng Diệp Huyên nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn tiếp tục bước đi một cách rất bình tĩnh, đi được một lúc, hắn bỗng lên tiếng, hai, gia tộc cũng thật là, ta tới đây rèn luyện mà phải phái hơn 10 cao thủ ngự pháp cảnh âm thầm theo ta. Thực tình, chuyến này rèn luyện gì nữa? Nói xong, hắn lắc đầu thở dài, nhà họ Diệp ta phụ trách quản lý nhiều thế giới, ngự pháp cảnh chân chính có mấy trăm người, ta ra ngoài rèn luyện, ai dám bắt nạt ta? Đúng là, không biết còn phái thêm ai đi theo không nữa. Cách đó không xa, đốm ma chơi kia đột nhiên run rẩy, sau đó chậm rãi lướt về phía sau. Diệp Huyên tiếp tục bước đi với vẻ mặt bình tĩnh. Cùng lúc đó, trên người hắn tỏa ra một hơi thở kiếm đạo mạnh mẽ. Hơi thở kiếm hoàng. Cứ như sợ người khác không biết hắn là kiếm hoàng. Diệp Huyên lại nói tiếp, lão tổ cũng vậy, nói ta mới 18 tuổi, đòi ta phải trấn áp cảnh giới, trấn áp tu vi kiếm đạo. Nếu không làm thế thì ta đã đột phá kiếm hoàng từ lâu và trở thành kiếm tiên rồi. Nói xong, hắn thở dài, thôi, trấn áp thì trấn áp, bình thường rảnh rỗi giả heo ăn thịt hổ cũng được. Cách đó không xa, ngọn lửa đỏ máu kia dần dần lùi lại cho đến khi hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Diệp Huyên lại bước nhanh hơn, hơn nữa còn có chút háo hức, nơi này u ám, có chút không đơn giản. Mong sẽ gặp được một kẻ địch mạnh, vậy mới không uổng công ta đi chuyến này. Hắn nói xong lại tăng tốc, mà lúc này, không gian phía trước hắn đột nhiên chấn động, sau đó như có một cánh cửa vô hình chắn trước mặt hắn. Không gian. Cao thủ ngự pháp cảnh chân chính. Lòng Diệp Huyên run rẩy, người ra tay lén này ít nhất cũng là cao thủ ngự pháp cảnh chân chính. Diệp Huyên nhìn xung quanh, lạnh lùng nói, thần thánh phương nào mà lại dám cản đường Diệp Huyên ta. Lúc này, trong bóng tối phía xa, một giọng nói lạnh lẽo chợt vang lên, nhóc con từ đâu tới. Đây không phải nơi cậu nên đến, nhân lúc lão phu chưa có ý muốn giết người thì mau cút đi. Cút. Diệp Huyên ngây người, sau đó cười phá lên một cách điên cuồng. Cậu cười cái gì, giọng nói kia vang lên trong bóng tối. Diệp Huyên quay mặt về phía xa, cười sằng sặc, ở thanh thương giới, dù là liên minh hộ giới cũng chỉ là đầy tớ của nhà họ Diệp ta, không ngờ các hạ lại dám bảo ta cút, ông lớn giọng thật đấy. Ông có biết nhà họ Diệp ta ra lệnh một tiếng? Đừng nói là nơi này, ngay cả thanh thương giới cũng bị san bằng hay không? Nhà họ Diệp nào, bản đế chưa nghe bao giờ, giọng nói kia lại vang lên. Diệp Huyên khịt mũi, ông chưa nghe bao giờ, vậy ông đã nghe nói về Diệp Huyên ta chưa? Chưa, trong bóng tối, người bí ẩn trả lời. Diệp Huyên lắc đầu, ngay cả ta mà ông cũng chưa từng nghe, xem ra các hạ không phải người của thế giới này, hoặc đã ở đây rất lâu rồi. Ta nói cho ông biết. Diệp Huyên ta chính là kiếm tu giỏi nhất từ trước đến nay ở thanh thương giới. Ta, trước giờ không có tên trong sử sách, sau này cũng không ai thay thế được. Nói xong, hắn lại phóng ra hơi thở kiếm hoàng mạnh mẽ của mình. Đáy vực sâu đột nhiên yên tĩnh, một lát sau, người bí ẩn nói, nghìn năm trước, một người tự xưng là kiếm chủ thương giới đã từng đến đây, hình như hắn ta còn yêu nghiệt hơn cậu một chút. Chao ôi, đờ mờ. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên cứng đờ, hắn gặp phải đại thần rồi. Phải làm sao đây? Giả vờ kiểu gì đây? Đầu óc Diệp Huyên xoay như trong chóng, ngay sau đó khóe miệng hắn cong lên, hắn tiếp tục bước tới, không ngờ tiền bối lại biết kiếm chủ thương giới, xem ra tiền bối cũng không phải người bình thường. Nói tới đây, hắn mỉm cười, kẻ hèn này tự nghĩ ra một chiêu kiếm kỹ, xin tiền bối chỉ bảo cho. Dứt lời, hắn xòe tay, một thanh kiếm xuất hiện trong tay. Sau đó một kiếm thế mạnh mẽ trào ra.
Nhất kiếm định sinh tử. Này! Giọng người bí ẩn vọng lại từ phía xa, giọng ông ta có chút kinh ngạc và khó tin. Chương 521, đây là thần vật. Nhất kiếm định sinh tử. Diệp Huyên cầm trường kiếm chĩa nghiêng xuống đất, kiếm trong tay hắn ẩn chứa một kiếm thế lớn mạnh như núi lửa sắp phun trào, vô cùng đáng sợ. Kiếm thế? Kiếm kỹ này, không đúng, nói đúng hơn đây không phải một kiếm kỹ mà là một niềm tin kiếm đạo. Hiển nhiên người bí ẩn là một người biết nhìn hàng. Khi vừa nhìn thấy kiếm kỹ này, ông ta lập tức kinh ngạc kiếm kỹ này. Cậu có chắc là do cậu tự nghĩ ra không? Diệp Huyên tỏ ra bình tĩnh, đương nhiên. Sau một lúc im lặng, người bí ẩn nói kiếm kỹ này không tầm thường. Nếu nó thật sự do cậu nghĩ ra thì sợ là vị kiếm chủ thương giới kia còn thua xa cậu. Diệp Huyên cất kiếm, cười bảo, đa tạ tiền bối đã khẳng định, nhưng so với vị kiếm chủ thương giới đó, ta vẫn còn chỗ thiếu sót. Tất nhiên ta cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Với ta mà nói, bây giờ ta chỉ mới bước lên con đường kiếm đạo, còn một chặng đường rất dài phải đi. Người bí ẩn nói, không được tự mãn, càng không được tự ti. Cậu có tâm cảnh như thế, đương nhiên về mảng kiếm đạo có thể đi xa hơn. Nói tới đây, ông ta tạm dừng, sau đó lại nói, ta không biết làm thế nào mà cậu lại biết nơi này, nhưng đây cũng không phải chỗ tốt lành gì, không thích hợp cho việc rèn luyện. Tốt nhất là cậu nên đến nơi khác, đừng nhầm lẫn. Diệp Huyên thầm cười khổ, thật ra hắn cũng không muốn ở lại đây, vì người bí ẩn trước mắt này rõ ràng không phải người bình thường. Nếu tiếp tục ở lại đây, có lẽ không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng hắn không thể đi, lần này nhất định phải giành được đạo tắc đó. Diệp Huyên ngừng suy nghĩ, cười đáp tiền bối đã ở đây nghìn năm rồi sao? Hơn thế nữa, người bí ẩn trả lời. Trong lòng Diệp Huyên hơi kinh ngạc. Hắn nghĩ lại rồi lại hỏi, vì sao tiền bối lại ở đây nhiều năm như vậy? Nói đến đây, hắn lại nói, đương nhiên, nếu tiền bối tự nguyện ở lại đây thì coi như vãn bối chưa hỏi. Còn nếu không phải tự nguyện, có lẽ vãn bối có thể giúp đỡ được đôi chút. Lần này người bí ẩn im lặng. Diệp Huyên vui mừng trong lòng, hiển nhiên người bí ẩn không phải tự nguyện ở lại đây. Cũng đúng, có ai không lại ở lại một nơi quái quỷ tối tăm không thấy ánh mặt trời suốt nhiều năm như vậy được. Lúc này, người bí ẩn bỗng lên tiếng, chuyện của ta, cậu không giúp gì được. Nếu lúc này cậu rời đi thì còn có thể bảo vệ mạng sống của mình. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó bảo, nói ra thử xem, có lẽ vãn bối có thể giúp đỡ được. Nếu thực sự không thể giúp, vãn bối sẽ tự rời đi, không làm phiền thêm nữa. Người bí ẩn im lặng một lúc rồi đáp, đi tới trước. Diệp Huyên gật đầu, sau đó tiếp tục bước tới, vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh. Nhưng trong phòng lại âm thầm phòng bị. Nếu không có đại thần tầng 2 và tháp giới ngục, dù đạo tắc có tốt đi nữa thì giờ hắn cũng sẽ không mạo hiểm. Vì hắn biết rõ thực lực của người bí ẩn trước mặt này chắc chắn cao hơn hắn rất rất nhiều. Nếu thực lực không ngang nhau, bất cứ mưu ma trước quỷ gì cũng chỉ là mây bay. Sau khi Diệp Huyên đi khoảng 15 phút đồng hồ, hắn dừng lại, phía trước hắn không xa là vách núi, một người đàn ông đang ngồi dưới vách núi. Người đàn ông mặc bộ trường bào cũ rách, mái tóc dài chấm đất. Vì tóc quá dài nên Diệp Huyên cũng không nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông. Người đàn ông ngồi ở đó, tay chân không có thứ gì trói buộc, nhưng hiển nhiên là có thứ gì đó đang khóa ông ta lại. Diệp Huyên dừng lại cách người đàn ông khoảng 10 trượng, ngoài mặt hắn bình tĩnh nhưng trong lòng đang âm thầm đề phòng. Lúc này, người bí ẩn đột nhiên nói, tuổi còn nhỏ mà đã có thể có tu vi kiếm đạo như thế quả thật hiếm có. Tiếc là cậu vẫn chưa đủ thực lực, hoàn toàn không có cách nào cởi khóa cho ta. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, ta thấy tiền bối không bị vật ngoài trói buộc nhưng lại không thể cử động, chẳng lẽ là có nguyên nhân khác? Người bí ẩn bỗng nhiên ngẩng đầu, một chữ không nhỏ lặng lẽ ngưng tự trên giữa hai đầu lông mày ông ta. Không. Khi chữ này xuất hiện, Diệp Huyên chợt phát hiện ra không gian xung quanh hắn đang chấn động như đang trả lời thứ gì đó. Đạo tắc. Lòng Diệp Huyên run lên, không ngờ đạo tắc này lại nằm trên người người bí ẩn. Mà đạo tắc này rất có thể liên quan tới không gian. Có biết đây là thứ gì không? Người bí ẩn đột nhiên hỏi. Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Người bí ẩn nói tiếp, đây là thần vật, có nó sẽ có được thần lực. Tiếc là năm đó khi ta có được vật này, thực lực không đủ nên chưa thể thuần phục được nó, vì thế mới bị nó cầm tù ở đây hơn 1.000 năm. Hơn 1.000 năm qua. Ta không thể di chuyển nửa bước.
Diệp Huyên nói với giọng nặng nề, không ngờ vật này lại mạnh đến thế. Tiền bối có cách nào cởi bỏ nó không? Người bí ẩn trả lời có, tìm được người có thể chất đặc biệt để nó tự động chọn người đó. Diệp Huyên khẽ nói, máu trên mặt đất là của những người mà tiền bối đã tìm phải không? Người bí ẩn đáp đúng, nghìn năm qua ta đã dùng đủ mọi cách tìm tu sĩ tới đây, để họ cho rằng nơi đây có báu vật, để từng người một đến đây. Tiếc là không ai thích hợp, thần vật này vẫn không muốn rời khỏi ta để chọn người khác. Ông ta nói tới đây thì tạm dừng, sau đó nói tiếp cho đến khi cậu xuất hiện. Nghe vậy, mặt Diệp Huyên lập tức biến sắc, hắn muốn lùi lại nhưng một sức mạnh bí ẩn đột nhiên bao phủ lấy hắn. Người bí ẩn cười bảo, khi cậu xuất hiện ở vực sâu này, cậu có biết ta vui biết bao không? Vì khi cậu xuất hiện, thần vật này lại có phản ứng. Nghìn năm qua, đây là lần đầu tiên nó có phản ứng với người khác, nói tới đây, giọng ông ta có chút hào hứng khó có thể che giấu. Diệp Huyên trầm giọng nói, nhưng vừa rồi ông lại liên tục bảo ta rời đi, tại sao? Người bí ẩn cười khẽ, nếu ta bảo cậu lại đây, cậu nhất định sẽ nghi ngờ, ngược lại sẽ rời đi. Còn nếu ta bảo cậu rời đi, cậu rất có khả năng sẽ lại đây. Chương 522, ta là cha ông. Chơi trò tâm lý. Diệp Huyên nắm chặt kiếm trong tay, kiếm đang run rẩy, mà lúc này, người bí ẩn cách đó không xa chợt nói, kiếm đạo của cậu lúc còn trẻ đã có thể đạt tới trình độ đó quả thật không đơn giản. Tiếc là đối với ta, cậu bây giờ thực sự quá yếu, không chịu nổi một đòn, vậy nên cậu đừng lãng phí sức lực. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, tiền bối không sợ nhà họ Diệp ta sao? Người bí ẩn cười bảo, có lẽ sau lưng cậu có một siêu thế lực, nhưng vậy thì sao? Cho dù ra ngoài gặp rắc rối cũng tốt hơn chết ở đây, cậu thấy đúng không? Diệp Huyên lắc đầu, coi như ta chịu thua. Người bí ẩn nói, ta của quá khứ cũng không phải người có tội ác tày trời, nhưng tiếc thay hơn 1000 năm giam cầm, với ta thì người tốt với kẻ xấu, hoặc ranh giới cuối cùng gì đó đều không có ý nghĩa. Tự do, ta chỉ cần tự do. Dứt lời, Diệp Huyên lập tức cảm thấy một sức mạnh bí ẩn đang kéo hắn tới gần người bí ẩn. Không thể chống cự. Dù hắn sử dụng hai loại kiếm ý cũng không làm được gì. Chênh lệch quá lớn. Sợ là đại thần tầng 2 cũng không chống lại được sức mạnh của người trước mắt, nếu không thì nó đã lấy đạo tắc đi chứ không phải yêu cầu hắn tới. Vấn đề là bản thân đại thần tầng 2 không đánh lại, chẳng lẽ gọi hắn tới là đánh thắng được ư? Gọi hắn tới cũng là tìm cái chết thôi. Không biết đại thần tầng 2 nghĩ cái quái gì nữa. Diệp Huyên càng đến gần người bí ẩn, đạo tắc giữa hai đầu lông mày người bí ẩn càng rõ hơn. Khi hắn cách người bí ẩn chỉ khoảng nửa trượng, đạo tắc kia đã sáng rực như ánh mặt trời. Mà lúc này, cơ thể người bí ẩn lại bắt đầu run rẩy. Ông ta cực kỳ phấn khích, vì ông ta cảm nhận được thần vật giữa hai đầu lông mày của mình có dấu hiệu rời đi. Còn Diệp Huyên thì tỏ ra dữ tợn, trên mặt viết đầy không cam lòng và phẫn nộ. Thật ra trong lòng hắn rất bình tĩnh. Nếu là những vật khác, chắc chắn hắn sẽ sợ, nhưng đạo tắc thì hắn không sợ chút nào. Bởi vì hắn có tháp. Chẳng mấy chốc hắn đã cách người bí ẩn càng lúc càng gần. Khi hai người sát gần nhau, người bí ẩn đột nhiên gào thét, chữ trống giữa hai đầu lông mày ông ta lập tức bay ra rồi chui vào giữa hai đầu lông mày Diệp Huyên. Người Diệp Huyên run rẩy dữ dội như bị đập mạnh. Còn người bí ẩn như quả bóng cao su bị xì hơi, mềm nhũn ngã xuống, nhưng Diệp Huyên thì khựng lại tại chỗ như bị đóng băng. Một lúc lâu sau, người bí ẩn đột nhiên cười phá lên, tiếng cười càng lúc càng lớn, vang vọng khắp đáy vực sâu. Ông ta cứ cười như vậy khoảng 8 phút mới dừng lại, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên trước mặt mình, năm đó ta truy tìm vật này 10 năm, tiếc là không ngờ lại bị nó giam cầm. Nếu không vì nó, có lẽ ta đã bước vào cảnh giới vô thượng từ lâu. Diệp Huyên siết chặt hai tay, tiền bối muốn giết ta sao? Nếu vậy thì cũng tốt, giảm bớt đau khổ cho ta. Người bí ẩn lắc đầu, sao có thể giết cậu? Giết cậu, nếu nó lại đến tìm ta, chẳng phải ta sẽ bị nó giam cầm tiếp ư? Và lại ta đã ở nơi tối tăm không ánh mặt trời này hơn 1000 năm, cậu có biết ta đã trải qua hơn 1000 năm này thế nào không? Nói đến đây, vẻ mặt ông ta trở nên hơi dữ tợn, hơn 1000 năm, suốt hơn 1000 năm, nếu có thể tự sát, ta đã tự sát từ lâu. Bây giờ ta hy vọng ai đó có thể đến và cảm nhận sự cô đơn, sự đau khổ mà ta đã chịu suốt 1000 năm qua. Nói xong, ông ta nhẹ nhàng vỗ vai Diệp Huyên, cười nói, với tu vi của cậu, sống 100 năm cũng không thành vấn đề. 100 năm sau,
ta sẽ đến thăm cậu, ha ha. Dứt lời, ông ta xoay người bỏ đi. Như nghĩ tới gì đó, người bí ẩn đột nhiên dừng lại, hôm nay ta vui, cậu có gì ngôn gì không? Nếu có, ta không ngại giúp cậu thực hiện. Sau một lúc im lặng, Diệp Huyên đáp, giúp ta mang một câu nói tới cho Lục Tôn Chủ của Liên Minh Hộ Giới, nói, ta là cha ngươi. Người bí ẩn ngây người, mang câu này đến, cậu chắc chứ? Diệp Huyên hờ hững nói, ta chắc, nhưng Lục Tôn Chủ của Liên Minh Hộ Giới là cao thủ trên ngự pháp cảnh chân chính. Tuy các hạ không yếu, nhưng so với ông ta thì sợ là còn thua xa, vậy nên không đi vẫn tốt hơn. Người bí ẩn lắc đầu cười khẽ, phép khích tướng thấp kém. Cậu yên tâm, ta sẽ đi làm giúp cậu. Về việc cậu nói thực lực đối phương không kém, đó là vì cậu không biết gì về thực lực của ta thôi. Hãy hưởng thụ quãng đời còn lại của mình đi. Trăm năm sau, bản đế sẽ đến thăm cậu. Dứt lời, ông ta phóng lên tận trời. Chỉ chốc lát, bên ngoài vực sâu đã vang lên tiếng cười to vang dội đến tận chân trời. Dưới đáy vực sâu, Diệp Huyên lắc đầu, quá đẹp trai nên luôn được trời cao ưu ái, chẳng còn cách nào khác. Hắn vừa nói vừa bước sang bên cạnh, sau đó bắt đầu cười như điên, cười tới mức đau bụng. Chương 523, tầng 3. Đạo tắc. Tuy Diệp Huyên hoàn toàn không biết gì về nguồn gốc của tháp giới ngục, nhưng hắn vẫn hiểu một phần về nó. Trong tháp giới ngục có tổng cộng 9 đạo tắc, nhưng rõ ràng trước đây nó từng bị trọng thương nên 9 đạo tắc đã bị thất lạc. Nói cách khác, 9 đạo tắc này vốn thuộc về tháp giới ngục. Nếu không có tháp giới ngục, kết cục của hắn có thể sẽ giống người bí ẩn là bị tháp giới ngục giam cầm. Nhưng có tháp giới ngục, đạo tắc này nhập vào cơ thể hắn tương đương với việc trả vật về chủ cũ. Vấn đề. Không có vấn đề gì. Không đúng. Có vấn đề. Diệp Huyên như nghĩ tới điều gì, hắn chợt giật mình, sau đó vội vàng vào tháp giới ngục, lúc này tầng 2 của tháp giới ngục bắt đầu run lên. Đạo tắc thứ nhất nằm ở tầng 1, nó cũng là một phong ấn của tầng 1, còn đạo tắc thứ hai đương nhiên là tầng 2. Nói cách khác, sau khi đạo tắc này vào tầng 2, đại thần tầng 2 rất có thể sẽ ra ngoài. Ra ngoài. Yết hầu Diệp Huyên chuyển động, hắn vẫn có chút luống cuống. Mặc dù đại thần tầng 2 không xấu lắm, nhưng cũng không đáng tin cậy. Nếu nó xuất hiện rồi rời đi thì không sao, nhưng nếu sau khi nó ra ngoài lại không đi, muốn giành tháp thì phiền to. Tầng 2 vô cùng yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Càng như vậy, Diệp Huyên càng hoảng hốt. Nhưng lúc này hắn cảm ứng được một chút với đạo tắc không gian kia, chỉ chốc lát hắn đã cảm ứng được. Sau khi cảm ứng, hắn phát hiện mình có thể nhận thấy được sự tồn tại của tầng 2. Có thể vào tầng 2. Không đúng. Đây không phải tầng 2. Mặt Diệp Huyên đột nhiên biến sắc, hắn ngây người. Đây là tầng 3. Tầng 3. Lúc này tầng 2 chợt run lên như động đất. Hiển nhiên đại thần tầng 2 cũng ý thức được. Cả tầng 2 điên cuồng chấn động, rõ ràng đại thần tầng 2 đã cực kỳ tức giận. Diệp Huyên sợ đại thần tầng 2 nghĩ quẩn, vội bảo, đừng, đừng nóng giận, ta sẽ đi tìm đạo tắc tầng 2, sau đó thả người ra, được không? Không có tác dụng, đại thần tầng 2 vẫn đang lăn lộn, hơn nữa còn dùng sức lăn lộn. Điều này khiến Diệp Huyên cảm thấy khó chịu. Tuy rằng việc này đối với hắn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tháp giới ngục liên kết tinh thần với hắn, đại thần tầng 2 lăn lộn như thế, chắc chắn hắn vô cùng khó chịu. Cứ vậy kéo dài khoảng nửa canh giờ, đại thần tầng 2 mới dừng lại được một lúc. Diệp Huyên cười khổ, thật ra hắn hiểu cho đại thần tầng 2, dù sao nó cũng bị nhốt trong tháp này không biết bao nhiêu năm, bây giờ khó lắm mới cơ hội ra ngoài nhưng lại phát hiện nhầm đạo tắc, không phải tầng của nó. Nếu là người khác chắc chắn cũng sẽ phát điên. Lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, đó chính là đại thần tầng 2, nó đang nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên với ánh mắt chẳng lành. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, thật ra chúng ta nên chung sống hòa bình với nhau, người nghĩ sao? Đại thần tầng 2 không trả lời. Diệp Huyên suy nghĩ rồi lại nói, thế này thì sao, trong vòng một năm ta sẽ tìm được đạo tắc thứ hai, lúc đó sẽ thả người đi. Nhưng trong thời gian này, nếu ta gặp khó khăn, người phải giúp ta trong trường hợp đủ khả năng, thế nào? Đại thần tầng 2 nhìn chằm chằm Diệp Huyên rất lâu, cuối cùng nó đột nhiên lên tiếng, ngươi, mặt dày, thích nói dối. Diệp Huyên. Đại thần tầng 2 đã ở trong tháp rất lâu nên cũng hiểu đôi chút về tính cách của Diệp Huyên. Mặt người này dày đến mức dù tháp giới ngục nổ cũng không thủng được.
Lúc này, Diệp Huyên trầm giọng nói, người có thấy ta lừa dối người của mình bao giờ chưa? Diệp Huyên, ta hứa sẽ nhanh chóng tìm được đạo tắc thứ hai, lúc đó ta sẽ cho người tự do. Có điều, trong thời gian này, ta hy vọng người có thể giúp ta một tay vào thời điểm quan trọng, thế nào? Đại thần tầng 2 nhìn Diệp Huyên chầm chầm một lúc rất lâu, cuối cùng nó xoay người, biến mất không còn tăm hơi. Hiển nhiên nó đã đồng ý. Diệp Huyên nhẹ nhõm trong lòng, tất nhiên hắn không muốn có mâu thuẫn với đại thần tầng 2. Mọi người hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau đương nhiên không gì tốt hơn. Tầng 3. Sau khi thuyết phục đại thần tầng 2, Diệp Huyên lập tức nghĩ tới đạo tắc. Mà giờ phút này, hắn đã có thể thông qua đạo tắc thứ hai này để tiến vào tầng 3. Đến giờ tầng 3 vẫn không có chút động tĩnh. Có nên vào không? Diệp Huyên hơi chần chừ. Chương 524, khí hỗn độn. Lỡ như vừa vào đã bị giết thì chết oan quá. Nếu không vào, hắn có chút không cam lòng. Sau một lúc do dự, cuối cùng Diệp Huyên vẫn chọn tiến vào, nếu không vào thì lòng hắn ngứa ngáy như có thứ gì đó đang gãi. Ngay sau đó, Diệp Huyên tiến vào tầng 3 của tháp giới ngục thông qua đạo tắc không gian. Tầng 3 trống không, không có bất cứ thứ gì. Mà trước mặt Diệp Huyên không xa có một sợi khí đang lơ lửng, nó màu trắng, dài chừng hai ngón tay và đang lặng lẽ lơ lửng giữa không trung. Ngoài sợi khí này ra, trong tầng 3 không có một thứ gì. Khí. Diệp Huyên cau mày, đây là khí gì? Hắn bước tới phía trước sợi khí kia, khí vô cùng yên lặng, không có phản ứng. Lúc này sợi khí đột nhiên run rẩy, nhưng sau đó đạo tắc không gian chợt xuất hiện phía trên nó, sợi khí trắng lập tức yên lặng lại. Rõ ràng nó đã bị đạo tắc không gian chấn áp. Diệp Huyên nghĩ ngợi, sau đó nói ta thả ngươi ra, nhưng ngươi phải nghe lời, được chứ? Sợi khí không có phản ứng. Diệp Huyên có chút bất đắc dĩ, định quay lưng rời đi. Đương nhiên hắn không dám tự ý thả sợi khí này, vì những thứ có thể bị nhốt trong đây chắc chắn đều không phải vật đơn giản, hơn nữa sợi khí này còn bị nhốt ở tầng 3, cao hơn đại thần tầng 2 một tầng. Nhưng lúc này, sợi khí kia bỗng nhiên lại chấn động. Diệp Huyên dừng bước, đạo tắc rời đi dưới sự khống chế của hắn, sau đó sợi khí lướt tới trước mặt hắn như đang quan sát hắn. Một lát sau, nó đột nhiên biến thành một luồng sáng trắng rồi chui thẳng vào giữa hai đầu lông mày Diệp Huyên. Trong nháy mắt, đầu óc Diệp Huyên trống rỗng. Ngay sau đó, ở chỗ sâu trong đầu hắn xuất hiện một cảnh tượng. Đây là một vùng hỗn độn đen kịt, không có gì xung quanh và tối đen như mực. Bỗng lúc đó, vùng hỗn độn này nổ tung, mọi thứ xung quanh bắt đầu biến đổi về chất, cứ vậy kéo dài không biết bao lâu, xung quanh trở thành một vùng tinh không. Mà trong vùng tinh không này có một sợi khí đang lơ lửng. Một sợi khí màu trắng. Nhưng ngay lúc này, một tòa tháp đen cao gần 10.000 trượng thình lình xuất hiện trong vùng tinh không, sau đó sợi khí trắng được thu vào trong tháp, tòa tháp lập tức biến thành một luồng sáng trắng rồi biến mất ở chỗ sâu trong vùng tinh không mênh mông. Cảnh tượng đột ngột dừng lại. Trong tháp, Diệp Huyên hoàn hồn, giờ phút này trong lòng hắn như thủy triều cuộn trào. Tháp giới ngục. Tòa tháp vừa xuất hiện sau cùng trong đầu hắn chính là tháp giới ngục. Mà sợi khí này có tên là khí hỗn độn. Nó được sinh ra trong thời kỳ vũ trụ hỗn độn và được sinh ra cùng lúc với vũ trụ. Còn nó thì khá bi thảm, vừa mới sinh ra đã bị tháp giới ngục mang đi, vào tháp giới ngục không lâu thì tháp giới ngục bị thương nặng, sau đó nó bị ép buộc phong ấn, thế nên nó không được trưởng thành. Nó bây giờ tương đương với một đứa trẻ 3 tuổi. Về tác dụng, Diệp Huyên không biết thứ này có tác dụng gì. Nhưng sau khi sợi khí này vào cơ thể hắn, hắn cảm thấy rất thoải mái, hơn nữa nó liên tục len lỏi khắp cơ thể hắn. Khi nó di chuyển, hắn cảm thấy toàn thân mình cực kỳ sảng khoái như thể tạp chất trong cơ thể được bài tiết. Cực kỳ sảng khoái. Tẩy tủy. Diệp Huyên biết cơ thể con người có rất nhiều tạp chất, dù sao thì con người cũng ăn ngũ cốc hoa màu. Trên thế gian này có một số báu vật có thể tẩy tủy. Tức là hấp thu tạp chất trong cơ thể con người, để thể chất của một người được biến đổi về chất. Nhưng loại báu vật này rất khó tìm, chỉ một số thế lực hàng đầu mới có thể có. Mà sợi khí hỗn độn trong cơ thể hắn hiện tại hiển nhiên có tác dụng này. Mặc dù sợi khí này không thể tăng sức chiến đấu của hắn, nhưng tác dụng của nó còn lớn hơn nhiều so với tăng sức chiến đấu. Đồ tốt! Diệp Huyên nhếch môi cười, như nghĩ tới gì đó, hắn cảm ứng sợi khí. Sau đó hắn sững sờ. Vì giờ phút này hắn không cảm nhận được sự tồn tại của mình.
Hắn phát hiện hắn không chỉ không có hơi thở, thậm chí còn không thể cảm nhận được chính mình, như thể hắn không tồn tại. Nhưng vấn đề là hắn vẫn còn ở đây. Vượt khỏi không gian, biến mất trong ngũ hành. Hắn chỉ mới cảm nhận được điều này ở một người, đó là cô gái bí ẩn. Diệp Huyên hoàn toàn ngây người. Chương 525, phân giải. Che giấu hơi thở. Thoát khỏi không gian. Thứ này có tác dụng gì? Diệp Huyên ngẩn người hồi lâu, sau đó đột nhiên vỗ mạnh vào đùi, mẹ nó, có tác dụng lớn. Che giấu hơi thở. Che giấu hơi thở hoàn toàn khác với công pháp ẩn của hắn, nên nói là hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Bây giờ hắn có thể dùng khí hỗn độn này để che giấu mình một cách hoàn hảo. Dù hắn đứng trước mặt một cao thủ ngự pháp cảnh chân chính, đối phương cũng không cảm nhận được hắn. Cũng giống như cô gái bí ẩn. Ngoài ra, nó còn có một tác dụng khác, đó là dùng để chạy thoát thân. Có khí hỗn độn, hắn chỉ cần ẩn mình, ai có thể tìm được hắn. Hơn nữa khí hỗn độn chắc chắn còn tác dụng khác, có điều hắn tạm thời chưa phát hiện. Nhưng hắn cũng không vội, dù sao nó cũng không biết chạy. Diệp Huyên ra khỏi tháp giới ngục, mà lúc này, giữa hai đầu lông mày hắn đột nhiên xuất hiện một chữ không nhỏ. Đạo tắc không gian. Khi đạo tắc này xuất hiện, Diệp Huyên kinh hãi phát hiện không gian vốn có chút hư vô mờ mịt lại thực thể hóa. Giờ phút này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ trong không gian chung quanh. Không gian được tạo thành như thế nào, cấu tạo từ vật chất gì, vật chất chia thành rất nhiều loại, nhưng nó quá phức tạp, hắn vẫn chưa hiểu cho lắm. Nhưng hắn lại phát hiện thông qua đạo tắc không gian này, hiểu biết của hắn về không gian gần như ngay lập tức tăng đến mức độ mà cao thủ ngự pháp cảnh chân chính mới nên có. Sở dĩ cao thủ ngự pháp cảnh chân chính mạnh vì họ có thể khống chế không gian, có thể dùng không gian để phân giải năng lượng tồn tại trong không gian. Bất kể là kiếm kỹ hay thuật thần thông đều được tạo thành từ năng lượng, mà sự đáng sợ của cao thủ ngự pháp cảnh chân chính nằm ở việc họ có thể phân giải những năng lượng này. Đây là lý do tại sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy giữa ngự pháp cảnh với ngự pháp cảnh chân chính. Nói một cách đơn giản, cao thủ ngự pháp cảnh chân chính chẳng những có thể sử dụng không gian, còn có thể dùng không gian để phân giải. Và bây giờ, đạo tắc mà hắn có được cũng có thể dễ dàng làm được điều này. Đạo tắc. Lúc này Diệp Huyên mới phát hiện rốt cuộc đạo tắc này đáng sợ tới mức nào. Hơn nữa, trực giác mách bảo với hắn rằng khả năng của đạo tắc không gian này còn xa hơn nữa, điều này cần hắn từ từ tìm hiểu, từ từ phát hiện. Diệp Huyên hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng vung tay phải lên phía trước, ngay sau đó không gian trước mặt hắn lập tức lăn tăn như sóng gợn. Tiếp theo, tay phải hắn nhẹ nhàng xoay tròn, không gian trước mặt hắn lập tức tạo thành một vòng xoáy kỳ dị. Như nghĩ đến gì đó, thanh kiếm trong tay trái hắn đột nhiên bay ra, sau đó đâm thẳng về phía hắn. Khi thanh kiếm còn cách giữa mày hắn nửa tấc, đạo tắc giữa hai đầu lông mày hắn chợt run lên, sau đó thanh kiếm như bị ngăn cách bởi một tấm chắn vô hình, không thể tiến thêm nửa tấc. Cùng lúc đó, thanh kiếm bắt đầu chấn động dữ dội, kiếm mang trên thân kiếm cũng bắt đầu biến mất từng chút một. Phân giải. Chỉ chốc lát, kiếm mang quanh thân kiếm hoàn toàn biến mất. Còn thanh kiếm thì bắt đầu run rẩy như cũng sắp bị phân giải. Diệp Huyên ngừng lại, đưa tay nắm chặt thanh kiếm, nhẹ giọng nói, đạo tắc này thật đáng sợ. Cao thủ ngự pháp cảnh chân chính không thể phân giải bảo vật bậc thiên, nhưng đạo tắc không gian này lại có thể. Nếu hắn tiếp tục, kiếm bậc thiên này nhất định sẽ bị hắn phân giải, tất nhiên phải cần rất nhiều thời gian, mà khi đối đầu với người khác, họ sẽ không cho hắn cơ hội phân giải. Trừ phi hắn có thể phân giải hoàn toàn bảo vật bậc thiên trong nháy mắt, nếu không thì tính thực dụng không lớn lắm. Có điều, dù không thể phân giải hoàn toàn bảo vật bậc thiên trong nháy mắt, nhưng những thứ dưới bậc thiên, hắn lại có thể dễ dàng làm được. Cảnh giới của hắn hiện tại là vạn pháp cảnh, nhưng hắn có thể dùng đạo tắc không gian để đạt tới ngự pháp cảnh chân chính. Tất nhiên là không phải ngự pháp cảnh chân chính thật sự, tuy hắn cũng có thể phân giải. Nhưng sự mạnh mẽ của cao thủ ngự pháp cảnh chân chính không chỉ là dùng không gian để phân giải, ý thức chiến đấu, kinh nghiệm và cách sử dụng thuật thần thông với huyền kỹ, những thứ này đều không thể coi thường. Do đó, Diệp Huyên biết rõ mình không phải ngự pháp cảnh chân chính, và lại tuy hắn có thể dùng không gian để phân giải, nhưng vẫn cần dựa vào đạo tắc. Mà đạo tắc này cũng không phải do hắn ngưng tụ, nói đúng ra nó là vật ngoài, không phải thực lực của chính hắn. Tuy có báu vật nhưng không thể ỷ lại quá mức, hoặc coi như vốn liếng của mình. Diệp Huyên không tiếp tục nghiên cứu mà rời khỏi vực sâu trước,
sau đó đi tới một khu rừng rậm sâu trong dãy núi Nam Liên. Vì hắn cũng sợ người bí ẩn trước đó sẽ quay lại. Mặc dù giờ hắn đã có đạo tắc không gian, nhưng hắn vẫn có chênh lệch rất lớn so với đối phương. Trong rừng rậm, Diệp Huyên tiếp tục nghiên cứu. Việc hắn cần phải làm là mở phát triển đạo tắc không gian này, tốt nhất là dùng nó để tạo ra vài chiêu thức đặc biệt cho riêng mình. Bởi vì hắn nghĩ tới một điều, bây giờ hắn muốn thử xem có được hay không. Trong lúc Diệp Huyên đang nghiên cứu đạo tắc không gian, một người đàn ông trung niên đi đến núi Hộ Giới ở Trung Thổ Thần Châu. Người đàn ông trung niên vừa đặt chân lên núi Hộ Giới, vài hơi thở mạnh mẽ lập tức khóa chặt ông ta. Người đàn ông trung niên vung tay lên với vẻ mặt không cảm xúc, vài hơi thở kia lập tức biến mất. To gan! Lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên từ trên đỉnh núi Hộ Giới, một ông lão xuất hiện trước mặt người đàn ông trung niên. Cao thủ ngự pháp cảnh chân chính. Ông lão lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên, các hạ là người phương nào mà lại dám xông vào núi Hộ Giới của ta, không sợ bị Chu Di cửu tộc sao? Người phương nào? Người đàn ông trung niên ngẩn ra, thời gian dần trôi qua, hai mắt ông ta hơi mờ mịt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 24.